chương 301, nhà họ thẩm hội nghị lần này là Giang Đồng Nhiên gọi tới. Tiểu Tú, dì Nguyệt Lan thật sự là mẹ của cậu sao? Giang Đồng Nhiên hỏi thẳng vào vấn đề. Nếu bà ấy là thẩm Nguyệt Lan của nhà họ thẩm thì tôi nghĩ có lẽ là không sai đâu. Lạc Tú trêu chọc. Ồ, vậy tôi có một chuyện muốn nói cho cậu biết. Giang Đồng Nhiên có vẻ hơi ấp úng. Điều này đã khiến Lạc Tú nhất thời cao mày. Ừm. Um, người nhà họ thẩm đã lấy hết tiền và tài sản của dì Nguyệt Lan rồi e rằng bây giờ ngay cả chi phí nằm bệnh viện gì Nguyệt Lan cũng trả không nổi. Giang đồng nhiên nghẹn ngào nói, chẳng phải mấy thứ đó đều thuộc quyền sở hữu của mẹ tôi à? Lạc Tú cau mày hỏi, đó là điều kiện trao đổi để dì Nguyệt Lan có thể gặp mặt cậu. Giang đồng nhiên đáp, ha ha, được, nhà họ thẩm được lắm. Lạc Tú bỗng lạnh lùng nói, giọng nói tràn đầy sát khí. Audio điện tử võ tấn bền. Trên thực tế, khi Thẩm Thiên Quân rời đi, đã bảo Thẩm Ngọc Thành đi thanh toán tiền viện phí, nhưng Thẩm Ngọc Thành lại cố ý quên chuyện này. Hôm nay Giang Đồng Nhiên vốn định đi thanh toán, nhưng lại bị người nhà họ Giang đột một dẫn đi mất. Giang Đồng Nhiên vốn định tham gia vào việc đón Lạc Tú về nhà, nhưng nửa đường lại bị người khác đột một dẫn về nhà, bắt đầu giam lỏng. Được, tối nay tôi sẽ đi yên kinh, Lạc Tú cười khẩy. Tốt lắm, Lạc Tú đưa ra quyết định, anh cũng muốn xem thử rốt cuộc nhà họ thẩm có bản lĩnh như thế nào mà dám đối xử với mẹ của anh như vậy cho dù bọn họ có bản lĩnh đến đâu cũng không thể chịu nổi lửa giận của anh không ngờ bọn họ lại lấy hết sản nghiệp mà mẹ anh đã vất vả làm ra trong mười mấy năm thậm chí ngay cả tiền viện phí cũng không để lại một đồng cho mẹ của anh coi như anh đã tận mắt chứng kiến hành động tuyệt tình tuyệt nghĩa của bọn họ trong lòng lạc tú bỗng dâng lên lòng hận thù sâu sắc và lửa giận mãnh liệt bọn họ đã khiến ba của mình phải chịu đựng mọi sự nhục nhã để mẹ ba và mình mười mấy năm không thể gặp mặt nhau nếu không phải kiếp này anh thay đổi e rằng bây giờ mẹ của anh đã sớm chết rồi nói không chừng ba của anh cũng bị sát hại một cách vô cớ giống như kiếp trước mọi thứ đều do nhà họ thẩm ban tặng nghĩ đến đây lạc tú lại gọi cho trương đại sư ông hãy kiểm kê tiền trong tài khoản của tôi rồi tịch thu toàn bộ số tiền nên tịch thu của những gia tộc từng đối đầu với tôi ở hải đông sau đó công bố ra bên ngoài đồng thời thành lập một công ty lớn lạc tú sắp xếp một lát anh đã có một kế hoạch báo thù lạc tú lại gọi cho tô bửu điền để nói một số chuyện sau khi làm xong mọi chuyện lạc tú cười khẩy anh phải chuẩn bị một món quà lớn để tặng cho nhà họ thẩm anh muốn người nhà họ thẩm bị tiêu diệt trong tuyệt vọng để xem trong cuồng phong sóng lớn nhà họ thẩm sẽ chịu đựng cơn thịnh nộ của tiên tôn như thế nào lúc này trong nhà họ thẩm Thẩm Thiên Quân đang nhìn mọi người ở trong phòng. Mà người ở trong căn phòng này đều vô cùng đáng sợ, ai cũng là ông trùm tiếng tăm lừng lẫy trong một lĩnh vực nào đó, ví dụ như quan chức cấp cao ở Yên Kinh, lãnh đạo trong quân đội, ông trùm trong giới kinh doanh. Ai cũng là nhân vật chỉ cần nhấc chân cũng có thể chấn động cả Yên Kinh. Về chuyện của Nguyệt Lan thì cứ quyết định như vậy đi. Rõ ràng bầu không khí hơi nghiêm túc. Ông cụ, ông thật sự không cân nhắc chuyện này nữa sao? một thiếu phụ bỗng lên tiếng ông cụ mặc dù tôi nói câu này hơi khó nghe nhưng nếu đón đứa bé kia về thì chúng ta phải giải thích thế nào thiếu phụ đó lộ ra vẻ mặt bất mãn phải biết rằng nhiều năm như vậy ngoài người nhà họ thẩm ra thì chẳng còn ai biết nguyệt lan đã kết hôn thậm chí là đã sinh con nhiều năm qua chúng ta luôn tuyên bố với bên ngoài rằng nguyệt lan vẫn còn độc thân đến giờ vẫn chưa kết hôn thiếu phụ đó rất mạnh mẽ cho dù ở trong trường hợp này vẫn dám nói thẳng nhưng Nguyệt Lan đã không có nhiều thời gian nữa, bên trần đoán sẽ không có sự nhầm lẫn. Thẩm thiên quân thở dài. Vậy thì hãy để bà ta mang theo bí mật này rời đi. Thiếu phụ đó nói thẳng. Có thể nói câu nói này cực kỳ quá đáng, nhưng không ai ở trong phòng đứng ra nói không, kể cả thẩm thiên quân. Bằng không mấy gia tộc khác ở Yên Kinh sẽ nhìn chúng ta như thế nào. Hơn nữa đứa bé kia luôn sống lang thang ở bên ngoài, chưa từng được học nền giáo dục cao cấp, Tất nhiên sẽ không có năng lực gì, cộng thêm dòng máu thấp kém chảy trong người, làm sao có đủ tư cách bước vào cửa chính nhà họ Thẩm. Trong thế hệ trẻ tuổi nhà họ Thẩm, có ai không phải là thiên tài được đào tạo từ nhỏ? Thiếu phụ đó vừa dứt lời, rất nhiều người ở trong phòng cũng đồng loạt lên tiếng. Tôi đồng ý, bây giờ con nhà tôi đã lên cấp trung tá, dự kiến sang năm sẽ được phong quân hàm đại tá." Một người mặc quân phục nói. Tôi cũng đồng ý. Bây giờ con nhà tôi đã lên cấp bậc phó cục trưởng, e rằng trong vòng 5 năm nữa sẽ được thăng lên cấp bậc cục trưởng. Một người đàn ông khác lên tiếng. Bây giờ con út nhà tôi đã có công ty niêm yết, trong tài khoản đã có gần 1 tỷ 700 triệu nhân dân tệ. Lại có người kiêu ngạo nói. Bây giờ con nhà tôi đã luyện ra nội kinh, là tông sư đứng thứ tư trong tông sư thiên long bảng của Hoa Hạ, không những thế lâm hóa long đã quyết định nhận thằng bé làm đồ đệ. Con nhà tôi, 7-8 người lần lượt lên tiếng, Rõ ràng mỗi người con của bọn họ đều đạt được thành tựu lớn trong một lĩnh vực nào đó. Hơn nữa lúc bọn họ lên tiếng đều mang theo chút tự hào và hãnh diện. Quả thật, nếu so với bạn bè cùng trang lứa thì con cái của bọn họ nhất định là người nổi bật nhất. Thậm chí có người, nếu so với thế hệ đàn anh cũng chẳng hề thua kém, có khi còn vượt qua nữa. Do đó bọn họ có tư cách để kiêu ngạo, cũng có tư cách coi thường đứa bé sắp được đón về kia bởi vì so với con cái của bọn họ thì đứa bé đó thật sự khác nhau một trời một vực chẳng lẽ ông cụ không cảm thấy một con chuột bỗng xuất hiện trong hang rồng sẽ khiến người khác chê cười dị nghị hay sao có người nói thẳng nếu từ nhỏ cậu ta đã sống với ba của cậu ta vậy thì cậu ta có năng lực gì để phát huy đây có người khinh thường nói cùng lắm là một nhân viên văn phòng tiền lương một năm không đủ cho con cái chúng ta mua một bộ đồ nếu để người như vậy bước vào nhà họ thẩm không chỉ cậu ta bị mất mặt, mà tất cả mọi người đều bị mất mặt. Có người khinh bỉ lắc đầu. Hai, mọi người nói đều có lý, nhưng nếu tôi đã đồng ý chuyện này rồi thì mọi người hãy nhẫn nhịn đi. Thật ra Thẩm Thiên Quân cũng không muốn đón đứa trẻ kia về. chương 302, trả tiền để giết mình nhưng Lạc Tú lại rất thẳng thắn, chẳng hề có chút kiêng rẻ. Chứng kiến cảnh tượng này, đạo diễn nghiêm không khỏi nhếch miệng cười chế diễu. Không ngờ cậu đã sắp chết rồi, vẫn dám hống hách như vậy được quả nhiên anh bạn này rất can đảm người nước ngoài tên ender kia mỉm cười lắc ly rượu vang trong tay tôi nghe nói anh có chút hiềm khích với người bạn này của tôi đúng không ender nhìn lạc tú hỏi vì thế anh định đứng ra thay ông ta ngược lại lạc tú rất vị ý anh đã sớm chú ý đến người da đen đứng sau ender nhưng ender lại lắc đầu tiếp tục nhìn lạc tú bạn cũ của tôi tôi thật sự không hiểu một người bình thường như vậy làm sao có thể khiến ông chịu thiệt cơ chứ? Rõ ràng Ender cũng cho rằng Lạc Tú chỉ là người bình thường. Người như thế này thật sự không khiến anh ta dấy lên sự hứng thú. Phải biết rằng, trước đây người bị anh ta ra tay trừng trị đều là người có chút bản lĩnh. Không phải là tài phiệt bá chủ một phương thì cũng là người có bản lĩnh trong xã hội, có vài cao thủ đi theo bảo vệ. Nếu đúng như những gì đạo diễn nghiêm nói, vậy thì người này chẳng có tư cách để anh ta đoái hoài đến. Đạo Diễn Nghiêm lắc đầu, vẻ mặt hơi lúng túng. Để cậu Ender chê cười rồi. Tôi cũng không ngờ cậu lại ngu xuẩn như vậy, một mình chạy đến đây. Đạo Diễn Nghiêm nhìn về phía Lạc Tú. Cậu có hối hận không? Đạo Diễn Nghiêm nhìn Lạc Tú, khóe miệng nở nụ cười chế giễu. Cậu cho rằng mình có chút giao thiệp thì có thể vô pháp vô thiên ở khu cảng hay sao? Nếu so với tôi thì cậu vẫn còn kém xa. Đắc tội với tôi là chuyện cậu không nên làm nhất trong cuộc đời này bởi vì cậu sẽ không thể nào chịu đựng nổi hậu quả." Đạo diễn nghiêm cười khẩy, nhưng Lạc Tú chẳng hề tức giận, bởi vì trước khi đi tới đây, anh đã đoán ra rồi. Do đó Lạc Tú từ tốn nói, "Ông biết không, có đôi lúc ông thả một con muỗi đi, không phải vì con muỗi đó có thể uy hiếp đến ông, mà chỉ vì ông chẳng muốn so đo với sinh mệnh ở tầng dưới đáy đó. Nhưng nếu con muỗi đó lại đến quấy rầy ông, vậy thì ông sẽ không nhẫn nhịn nữa." "Hừ, nghe ý của cậu" hình như hôm nay người gặp xui xẻo là tôi đúng không đạo diễn nghiêm cười khinh bỉ tôi không biết cậu lấy đâu ra dũng khí nhưng tôi có thể nói cho cậu biết đừng nói là cậu cho dù hôm nay người lợi hại nhất khu cảng đến đây cũng không thể rời khỏi nơi này đạo diễn nghiêm hừ lạnh này bạn cũ của tôi ông thật nhàm chán tôi thích nói cho một người trước khi chết biết cảnh ngộ của anh ta tuyệt vọng đến cỡ nào ender bỗng cười khẩy Gia tộc của anh ta không phải là siêu sao Hollywood như vẻ bề ngoài, mà thực chất là tay buôn vũ khí. Vì thế chuyện giết người đã không còn bất kỳ chướng ngại tâm lý nào đối với Ender. Dù gì anh ta cũng từng làm những chuyện như tàn sát, thậm chí lúc anh ta 10 tuổi, ba anh ta đã mua ít nô lệ về để anh ta làm trò tiêu khiển, đợi đến khi chơi đủ rồi, sẽ tiện tay dạy cho anh ta làm thế nào để một dao chém đứt đầu, máu bắn tung tóe khắp người anh bạn trước mặt này chính là sát thủ hạng A trên thế giới. Ở Hoa Hạ các anh có một loại võ giả gọi là tông sư, nhưng sát thủ của chúng tôi chỉ cần một viên đạn. Rồi sao? Đoàn, Ender nhún vai đáp. Anh nên cảm thấy may mắn, bởi vì một viên đạn như vậy có giá mười mấy vạn, nên cái chết của anh cũng rất đắt đỏ. Ender cười khẩy, muốn nhìn thấy biểu cảm trên mặt lạc tú. Nhưng điều khiến anh ta hơi tức giận là trên mặt lạc tú lại nở nụ cười chế giễu anh biết không ở đây chúng tôi ở đây có một từ đó chính là đồng đội heo anh có biết tại sao lại gọi như vậy không lạc tú cười hỏi bởi vì bình thường đồng đội heo đó sẽ hãm hại đồng đội khác suốt lời lạc tú liền chỉ vào đạo diễn nghiêm ở hoa hạ chúng tôi còn có câu nói cứ yên ổn bước đi đừng lo chuyện bao đồng bởi vì anh sẽ không bao giờ biết mình sẽ gây ra bao nhiêu phiền phức lạc tú từ tốn châm một điếu thuốc nhưng đạo diễn nghiêm ở bên cạnh lại khinh bỉ nhìn lạc tú, sát thủ thế giới đang ở đây, vậy mà lạc tú vẫn dám hoanh hoang như vậy. Nghĩ đến đây, đạo diễn nghiêm liền lên tiếng. Hừ, cậu sắp chết đến nơi rồi còn dám mạnh miệng như vậy. Bốp, lạc tú cầm gạt tàn thuốc trong tay đập qua đó, đạo diễn nghiêm chưa kịp phản ứng lại đã bị gạt tàn thuốc đập thẳng xuống chán, máu tươi nhất thời túa ra. Giết cậu ta, mau giết cậu ta cho tôi. Đạo diễn nghiêm hét toáng lên, ông ta không ngờ trong tình cảnh này mà Lạc Tú vẫn hống hách như vậy, còn dám giành ra tay trước. Ngay cả Ender cũng không ngờ rằng Lạc Tú lại dám ra tay. Nhưng Lạc Tú lại phất lờ, anh đứng thẳng lên, lạnh lùng nhìn đạo diễn nghiêm. Ender đứng phía sau nháy mắt ra hiệu cho người da đen, cuối cùng người da đen kia lạnh lùng rút súng ra. Sau đó họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào gáy của Lạc Tú. Nhưng Lạc Tú chẳng thèm đoái hoài đến, mà vẫn ung dung tiếp cận đạo diễn nghiêm với vẻ mặt thù hằn chết đi cho tôi đoàn tiếng súng vang lên nhưng lạc tú chẳng hề ngã xuống mà vẫn tiếp tục bước về phía đạo diễn nghiêm dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người tay phải của lạc tú duỗi ra sau gáy ngón tay đang kẹp một viên đạn nhất thời đám người đứng sau lạc tú sợ tới mức hồn bay phách tán có mấy người bỗng hiện lên vẻ mặt kinh ngạc rõ ràng sát thủ hạng a cũng mơ màng đây chính là khẩu súng lục được đặc chế hơn nữa viên đạn ở bên trong cũng được đặc chế có thể xuyên thủng các loại xe tăng thông thường nhưng bây giờ lại bị người khác bắt được chuyện này sao có thể ngay cả tông sư cũng không thể ngăn cản viên đạn đoang 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 bốn tiếng súng liên tiếp tiếp theo là tiếng súng trống rỗng rõ ràng đạn đã được bắn hết bây giờ sát thủ hạng a kia đã không còn công dụng gì nữa Lúc này, Ender cũng toát mồ hôi lạnh. Trong tay Lạc Tú có 5 viên đạn. Cảnh tượng này đã khiến mọi người nhất thời khiếp sợ. Nghiêm đại quân, mẹ kiếp. Ông lừa tôi, Ender hoảng loạn hét lên, nhưng Lạc Tú đã thả lỏng tay, viên đạn rơi xuống sàn khiến Ender sợ đến mức run lẩy bẩy. Anh này, chuyện này không liên quan đến tôi, đều tại ông ta. Tên khốn này đã trả tiền bảo tôi đi giết anh, Ender hiểu rõ hơn ai hết viên đạn kia lợi hại đến cỡ nào nếu viên đạn kia không thể gây tổn thương cho người đàn ông trước mặt vậy thì hôm nay anh ta đã chọc phải rắc rối lớn rồi bây giờ anh ta hận không thể cầm dao đâm chết đạo diễn nghiêm bởi vì đây là người bình thường mà ông ta đã nói với anh ta người bình thường có thể bắt được viên đạn và khẩu súng được đặc chế này sao anh bình thường ở chỗ quái nào mẹ kiếp anh hoàn toàn không phải là con người ông đã trả bao nhiêu lạc tú bóc cổ đạo diễn nghiêm rồi nhấc bổng lên đạo diễn nghiêm vùng vẫy, nhưng Lạc Tú vừa dùng sức, ông ta liền không dám vùng vẫy nữa. Hai, hai, trăm vạn. Chỉ có như vậy thôi ư, ông chẳng hề tôn trọng tôi rồi. Lạc Tú cười khẩy. Đô la Mỹ, đô la Mỹ. Đạo diễn nghiêm khó khăn mở miệng, ông ta sắp bị Lạc Tú bóp chết rồi. chương 303, đột một xuất hiện. Cầu xin cậu hãy cho tôi một cơ hội, cầu xin cậu đấy. Bây giờ đạo diễn nghiêm đã hoàn toàn hoảng loạn, mặt đầy sợ hãi quỳ dưới sàn định ôm chân của lạc tú ông ta không ngờ lại có kết cục thế này ông ta vốn tự tin rằng có thể giết chết lạc tú dựa vào thế lực của mình chẳng phải sẽ dễ dàng trừng trị lạc tú hay sao ai dè mọi chuyện lại thành như thế chỉ trong tích tắc người bình thường trong mắt ông ta lại trở thành người mà ngay cả sát thủ hạng a trên thế giới cũng phải sợ hãi muộn rồi lạc tú cười khẩy ánh mắt nhìn về phía sát thủ sát thủ nhanh chóng hiểu rõ, dù gì bây giờ nếu anh ta không chịu nghe lời của Lạc Tú, rất có thể anh ta sẽ bị mất đầu. Vì thế, tên sát thủ bước tới, kẹp cổ đạo diễn nghiêm bằng cánh tay, rồi bỗng dùng sức bẻ gãy một cái rắc. Dù gì cũng là sát thủ, nên phương thức giết người khá thuần thục, đạo diễn nghiêm có nằm mơ cũng không ngờ rằng, người mình mời tới giết Lạc Tú lại xuống tay với mình. Thi thể của đạo diễn nghiêm lặng lẽ nằm dưới sàn, bầu không khí trong phòng yên tĩnh một cách lạ thường lạc tú giữ im lặng ender cũng không dám lên tiếng anh ta đã từng đi qua chiến trường tiền tuyến mặc dù lúc đó có người bảo vệ anh ta nhưng dù gì cũng là chiến trường nhưng bây giờ anh ta lại cảm thấy đây mới là lần đầu tiên anh ta cận kề cái chết như vậy trong cuộc đời anh ta anh ta đã giết rất nhiều người có thể xem là người rất tàn nhẫn vô tình cũng chính vì điều này nên anh ta hiểu rõ người trước mặt cũng giống như anh ta mạng của anh lại đáng giá bao nhiêu lạc tú lạnh lùng hỏi Tôi có tiền, tôi có rất nhiều tiền, tôi có thể đưa cho anh, chỉ cần anh đừng giết tôi. Ender quỳ dưới sàn giơ hai tay lên. Một trăm triệu đô la Mỹ thế nào? Ender hỏi. Nhưng lạc tú lại giữ im lặng. Năm trăm triệu. Ender tiếp tục tăng giá. Anh đang lãng phí thời gian của tôi đấy. Lạc tú mất kiên nhẫn nói. Năm tỷ, năm tỷ. Ender hơi hoảng loạn nói. Năm mươi tỷ. Lạc tú đá vào người Ender. Không có tôi không có 50 tỷ, nhưng tôi có thể cho anh 30 tỷ và một mỏ dầu trị giá 40 tỷ. Chỉ cần anh đừng giết tôi, tôi sẽ đưa cho anh ngay. Rõ ràng Ender rất thức thời, bây giờ mặc kệ anh ta có tiền hay không, cứ phải giữ lại mạng sống trước đã. Lạc Tú đã dừng tay lại. Tôi sẽ gọi cho ba tôi, bảo ông ấy đưa tiền cho anh trước. Ender vội vàng rút điện thoại ra. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, đầu dây bên kia vang lên tiếng quát, Rõ ràng ba của Ender đang rất tức giận. Ai dám động vào con trai của tôi? Ông ta là tay buôn vũ khí, cực kỳ có thế lực ở châu Âu. Nhưng ông ta nhanh chóng không nói gì nữa, bởi vì trong điện thoại vang lên tiếng hét thảm thiết của con trai ông ta, ông ta là tay buôn vũ khí, cũng từng trải qua cuộc sống liếm máu trên lưỡi dao, tất nhiên sẽ hiểu rõ lần này con trai ông ta chỉ có thể nhận thua. Phải mất rất nhiều thời gian mới có thể chuyển một số tiền lớn như vậy đến đúng hạn nhưng cũng may ba của ender có quan hệ với bên ngân hàng thụy sĩ còn hợp đồng khai thác mỏ dầu phải mất một khoảng thời gian nữa ender hơi sợ hãi nói không sao tôi có thể đợi anh lạc tú vỗ vai ender nói anh hãy chuẩn bị ổn thỏa đi đến lúc đó nhớ chuyển cho tôi lạc tú xoay người mở cửa sải bước rời đi ender thở phào nhẹ nhóm mắng tên sát thủ là đồ rác rưởi một trận trước sau đó anh ta lại cười khẩy, tôi sẽ dùng mỏ dầu 40 tỷ đó để mời người tới giết anh. À, một tiếng thét chói tai vang lên. Đây là cái gì? Ender bỗng hét thảm thiết, lăn lộn dưới sàn, trên người anh ta có từng luồng chất khí đang chui ra chui vào, thậm chí trên da còn nổi lên từng cục mủ. Sau khi đau đớn khoảng mấy phút, cơn đau mới tan biến, Ender nhất thời thoát mồ hôi lạnh, nhưng anh ta vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Đây vốn chỉ là khúc nhạc dạo ngắn. Lạc Tú đã đặt vé máy bay rồi, Giang Đồng Nhiên nói nhà họ Thẩm sẽ cử người ra sân bay đón anh. Lạc Tú chào tạm biệt Lam Thục Nhi, rồi chuẩn bị ra sân bay. Nhưng tối hôm đó, bỗng có một tin tức chấn động cả nước nổ ra. Người giàu nhất đã đổi chủ. Nói cách khác, bỗng có một người xuất hiện vượt qua người đứng đầu danh sách giàu có lúc trước. Trước đây, giá trị bản thân của người giàu nhất là hơn 40 tỷ đô la Mỹ nhưng bây giờ lại đột ngột xuất hiện một người có hơn 80 tỷ đô la Mỹ. Dứt khoát hơn gấp đôi. Điều này đã khiến nhiều người sửng sốt, người giàu nhất đại diện cho điều gì? Người giàu nhất cả nước, không ai có thể so bì tiền với anh, bằng không đã không gọi là người giàu nhất. Hơn nữa ý nghĩa thực tế ở phía sau còn nhiều hơn nữa, đây không phải là người giàu nhất thôn hoặc huyện, cũng không phải là tỉnh, mà là cả nước. Mỗi động thái của người này sẽ thường xuyên ảnh hưởng đến nền kinh tế của cả nước, Tất nhiên chuyện này chẳng liên quan gì mấy đến người dân bình thường, nhưng lại liên quan rất lớn đến mấy đại tài phiệt và gia tộc lớn. Một khi Lạc Tú có chút động thái gì trên thị trường trong nước, chắc chắn thị trường trong nước sẽ long trời lở đất, ảnh hưởng trực tiếp đến mấy gia tộc lớn. Càng đáng sợ hơn là người giàu nhất này không chỉ có khối tài sản 80 tỷ đô la Mỹ, mà đây là tiền gửi trong tài khoản cá nhân. Rất nhiều gia tộc lớn hoặc đa số nhà giàu có khác đều là tiền vốn chứ không phải là tiền gửi, có nghĩa là rất nhiều người không có bao nhiêu tiền ở trong tay để điều động, bởi vì trong đó còn bao gồm cả bất động sản. Nhưng người giàu nhất này lại khác, anh có thể điều động thẳng 80 tỷ đô la Mỹ. Cho dù ném ra 10 tỷ đô la Mỹ, cũng có thể ảnh hưởng rất lớn đến thị trường, khiến nhiều gia tộc phá sản trong tích tắc. Tin tức này vừa được tung ra, đã khiến rất nhiều gia tộc lớn và xí nghiệp lớn lo sợ bất an, tổ chức cuộc họp xuyên đêm để bàn bạc đối sách thậm chí, một số bộ ngành có liên quan cũng tổ chức cuộc họp khẩn cấp. Đồng thời hết làn sóng này đến làn sóng khác, tập đoàn thiên cực dưới chướng người giàu nhất này cũng tuyên bố sẽ tiến vào yên kinh. Tin tức này vừa được tung ra, đã có hành động ngay, tập đoàn thiên cực dưới chướng người giàu nhất tiến vào yên kinh, bọn họ không thể tới chơi được đúng không? Điều này đã khiến rất nhiều gia tộc lớn ở Yên Kinh hoàn toàn bất an. Bọn họ vốn khống chế thị trường cả nước, nhưng bây giờ tập đoàn Thiên Cực lại tuyên bố sẽ tiến vào Yên Kinh, chắc chắn là đang nhắm vào bọn họ. Chương 304, vậy thì cô đừng nói nữa, không phải chỉ có nhà họ Thẩm mới có suy nghĩ này. Mà lúc này Giang Văn nhà họ Giang gờ cũng đang mang tâm trạng kích động và hưng phấn. Tôi mặc kệ mấy người dùng cách gì, nhưng bất luận thế nào cũng phải lấy lòng người giàu nhất này, rồi lôi kéo cậu ta về phe của nhà họ Giang chúng ta cho tôi. Nhà họ từ ở Yên Kinh. Khi người tới đây rồi, hãy dò hỏi cho kỹ xem người ta đã kết hôn chưa nếu chưa thì mấy người cũng biết nên làm gì rồi đấy tập đoàn lý thị bây giờ hãy đi gửi thiệp mời cho tôi hầu như toàn bộ gia tộc ở yên kinh đều nghe tin mà hành động ngay đợi nhà họ thẩm kết thúc cuộc họp một người phụ nữ bỗng nhanh chóng đuổi theo thẩm ngọc thành ngọc thành trước giờ công việc kinh doanh trong nhà đều do ông quản lý chẳng phải chúng ta mới lấy được khối tài sản mấy trăm triệu từ chỗ của em gái ông hay sao người phụ nữ lên tiếng bà ta là trương thúy bình vợ của thẩm ngọc thành mặc dù chúng ta đã lấy được nhưng số tiền này cũng không thể đấu lại người giàu nhất kia dù sao cũng là nhân dân tệ chứ không phải là đô la mỹ thẩm ngọc thành thở dài tôi không nói chuyện này với ông ông xem tháng sau nên tổ chức sinh nhật như thế nào cho con thằng bé muốn mua một chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn trương thúy bình nói nhưng theo ý của ông cụ số tiền này sẽ được đưa vào tập đoàn thẩm thị thẩm ngọc thành hơi khó xử nói sao ông ta lại không nghe ra ý của vợ mình cơ chứ tôi nói với ông này gần đây lv lại cho ra mắt một mẫu túi sách mới trương thúy bình không xinh đẹp nhưng luôn thích dùng đồ xa xỉ nhưng mà không có nhưng nhị gì hết ông tham ô một tí cũng chẳng sao cả trương thúy bình nói nếu không tiện tham ô thì chúng ta lại đi hỏi nguyệt lan để lấy là được trương thúy bình cười khẩy có lẽ bà ta hết thật rồi toàn bộ tài sản đều bị lấy hết tôi cố ý không trả tiền viện phí là để xem bà ta có còn tiền hay không nhưng hôm nay bên bệnh viện gọi điện cho tôi hình như bà ta thật sự không có tiền để đóng thẩm ngọc thành nói hư là do bà ta tự mình chuốc lấy đáng đời nếu ban đầu bà ta ngoan ngoãn gả vào nhà họ giang thì mọi chuyện đâu ra nông nỗi này trương thúy bình nói móc do đó đôi lúc lựa chọn đúng người đàn ông cũng là một chuyện rất quan trọng Bà ta lựa chọn người đàn ông kia là đáng đời. Đúng rồi, ông đừng trả tiền viện phí, ngộ nhỡ bà ta giả vờ không có tiền thì sao?" Trương Thúy Bình căn dặn. "Bà cứ yên tâm, tôi đâu có ngốc như vậy, mặc kệ bà ta có tiền hay không cũng không liên quan gì đến tôi." "Hừ, đường đường là xếp thẩm, bà hoàng thương nghiệp, nếu đến lúc đó ngay cả tiền viện phí cũng không trả nổi thì quá mất mặt rồi." Trương Thúy Bình cười gằn. "Đi thôi, chúng ta đừng nói chuyện ở đây." nếu để người khác nghe thấy sẽ không hay cho lắm bà hãy đi mua xe và túi sách đi thẩm ngọc thành kéo trương thúy bình rời đi hai người vừa mới rời đi phía sau bỗng có một người có gương mặt xinh đẹp bước ra khẽ thở dài bà ta tên là lý anh anh nếu nói một cách chính xác thì bà ta không phải là người nhà họ thẩm vợ đầu của thẩm thiên quân cũng chính là mẹ của mấy người thẩm nguyệt lan đã sớm qua đời rồi sau đó ông ta lại kết hôn với người vợ thứ hai mà Lý Anh Anh là con gái được người vợ thứ hai dẫn vào đây. Từ nhỏ Lý Anh Anh đã không được tiếp đái, đừng nói là mấy người thẩm Ngọc Thành không xem bà ta là em gái, mà ngay cả thẩm Thiên Quân cũng không coi bà ta là con gái, chỉ có thẩm Nguyệt Lan là đối xử với Lý Anh Anh như chị em trong nhà. Từ nhỏ thẩm Nguyệt Lan đã cực kỳ chăm sóc cho bà ta, sau đó Lý Anh Anh đi lấy chồng, cũng hiếm khi qua lại với thẩm Ngọc Thành và người nhà họ thẩm ngược lại bà ta hay thường xuyên lui tới với thẩm Nguyệt Lan. Lần này, nghe nói Thẩm Nguyệt Lan xảy ra chuyện, nên vội vàng chạy đến nhà họ Thẩm để thăm, dù gì Thẩm Nguyệt Lan cũng là chị em tốt của bà ta, quan hệ giữa hai người vô cùng thân thiết. Nhưng bà ta vừa bị đuổi ra ngoài. Bà ta vừa bước ra ngoài thì nghe thấy cuộc trò chuyện này, nên mới thở dài. Đúng lúc này, điện thoại của Lý Anh Anh bỗng đổ chuông. Dì Anh Anh, không bằng lát nữa gì hãy đi đón cậu tiểu tú đi, bây giờ cháu đã bị đưa về nhà họ Giang, nên không đi được giang đồng nhiên nói tiểu tú ư lý anh anh cau mày hỏi là con trai của dì nguyệt lan giang đồng nhiên thở dài nhà họ thầm nói thì hay lắm nhưng lại chẳng có ai đi đón lạc tú được ngày mai dì sẽ đi cháu hãy gửi số điện thoại của cậu ấy cho dì đi tất nhiên lý anh anh cũng biết chuyện năm đó sáng sớm hôm sau ở sân bay lạc tú vừa mới đi ra chưa được bao lâu thì có người gọi cho anh đợi lạc tú ra khỏi sân bay đến nơi đã hẹn thì nhìn thấy một chiếc Maserati đang đậu ở bên cạnh, còn có một cô gái đang đứng tựa vào xe. Cô gái mang tất đen dài mỏng, bên trên khoác một chiếc áo da màu đen, trông rất gợi cảm quyến rũ. Mặc dù vẫn còn trẻ nhưng lại toát ra dáng vẻ thướt tha. Có điều cô ta đang đeo kính dâm, nên anh không biết ngoại hình như thế nào, nhưng dựa vào vóc dáng gợi cảm cũng đủ thu hút người khác rồi, khiến bao người đều phải liếc nhìn cô ta. Anh là con trai của dì Nguyệt Lan đúng không? Lý Giai Di hỏi. Cô là, lạc tú cao mày, tại sao không phải là người đã gọi cho anh vào tối qua? Mẹ tôi là chị em tốt với mẹ của anh, tôi tên là Lý Giai Di, là con gái của Lý Anh Anh. Mẹ tôi tạm thời có việc không thể đến đây được, nên bảo tôi đến đây. Lý Giai Di giải thích, nhưng giọng điệu hơi bất mãn. Tối qua cô ta ở hộp đêm đến 5 giờ sáng, vừa mới quay về ngủ chưa được một tiếng đã bị mẹ gọi dậy kết quả mới sáng sớm đã đợi ở đây một tiếng đồng hồ, tất nhiên sẽ không vui rồi. Hơn nữa nghe ý của mẹ cô ta, còn muốn tác hợp cho hai người, khiến Lý Giai Di hơi không vui và bài xích. Cô ta là gái hồng lâu nổi tiếng ở Yên Kinh, quen biết toàn bộ cậu ấm của các gia tộc lớn, tất nhiên cũng sẽ có mấy người theo đuổi cô ta. Hơn nữa gần đây Thẩm Tuấn Trạch thế hệ thứ ba nhà họ Thẩm cũng đang theo đuổi cô ta. Thẩm Tuấn Trạch không chỉ cao giáo điển trai, mà quan trọng nhất là tiền đồ vô lượng, còn trẻ mà đã ở cấp bậc trung tá. Là nam thần trong lòng của bao nhiêu cô gái ở Yên Kinh, được người khác săn đón, hơn nữa ba anh ta còn là người đứng thứ hai ở tỉnh nào đó, rõ ràng địa vị không hề tầm thường. Mặc dù cùng là người nhà họ thẩm, nhưng hình như ba của Lạc Tú chỉ là người bình thường ở huyện, hơn nữa còn không được gia đình thừa nhận. chương 305, có trả nổi không? Lạc Tú vừa dứt lời, Lý Giai Di liền sửng sốt, ở Yên Kinh, cho dù là thế hệ giàu có thứ hai, thứ ba, con ông cháu cha cũng không ai không nể mặt mình như thế. Vậy mà bây giờ một thằng nhãi tới từ huyện lỵ lại không chịu nể mặt mình. Lý Gia Di càng hiện rõ vẻ không vui. Trước tiên không nói chuyện gì khác, chỉ riêng nhan sắc của cô ta cũng chưa bao giờ phải ăn quả đắng như thế. Chẳng lẽ tên này đang cố ý ư? Để thu hút sự chú ý của mình. Cách tán gái này đã sớm lỗi thời rồi, khiến Lý Gia Di càng có ấn tượng xấu với lạc tú nếu lạc tú cư xử thành thật hơn một chút không có tâm địa xấu xa như vậy nói không chừng mình sẽ có chút thiện cảm về anh lý gia di thở dài bỗng lên tiếng nhưng tôi cảm thấy mình vẫn nên nói cho anh biết tôi đề nghị anh đừng đi gặp gì nguyệt lan lý gia di đột nhiên nói ra câu này đó là mẹ của tôi chẳng phải tôi đi gặp bà ấy là chuyện rất chính đáng hay sao lạc tú cau mày hỏi có hai lý do thứ nhất mặc dù nhà họ thẩm là gia tộc lớn nhưng bọn họ đều nhờ vào sự cố gắng của ba mẹ và con cái để giành lấy những thứ đó nói trắng ra là cho dù anh quay về nhà họ thẩm cũng sẽ bị người khác coi thường bởi vì trong thế hệ trẻ tuổi thành tựu của bọn họ đã vượt xa sức tưởng tượng của anh anh cũng không thể hòa nhập vào giới của bọn họ lý giai di nói rất thẳng thắn trong thế hệ trẻ tuổi nhà họ thẩm có ai mà không tiền đồ vô lược sớm đã đạt được thành tích do đó lạc tú hoàn toàn không có tư cách hòa nhập vào giới này cũng không thể nào so bì với mấy người này. Huống chi anh chỉ là người tới từ huyện lỵ sẽ bị cậu ấm nhà quyền thế ở tỉnh và người trong giới ở Yên Kinh coi thường. Trong giới trẻ ở đây, tùy ý vung tay cũng nghìn vàng, ăn một bữa cơm bằng tiền lương một tháng của người bình thường, làm sao Lạc Tú có thể so bì với người ta. Thứ hai là vì muốn tốt cho dì Nguyệt Lan, bởi vì một khi anh bị người khác coi thường, dì Nguyệt Lan cũng sẽ mất mặt cùng anh, đến lúc đó dì ấy cũng bị người khác chê cười. Lý Giai Di nói ra lý do thứ hai. Tôi nghĩ trên thế giới này, rất ít người có tư cách coi thường tôi. Lạc Tú khẽ gật đầu, coi như đang phản bác lại Lý Giai Di. Điều này đã khiến Lý Giai Di thầm thở dài, biết rằng có lẽ Lạc Tú không ý thức được sự chênh lệch giữa anh và thế hệ trẻ tuổi cũng như thế hệ đi trước ở Yên Kinh. Thôi được rồi, coi như tôi chưa nói gì vậy, nhưng tôi vẫn hy vọng anh hãy suy nghĩ cho kỹ, trừ phi anh là người giàu nhất, như vậy sẽ không còn ai dám coi thường anh. Lý Giai Di nói, có khi là tôi thật đấy, Lạc Tú lắc đầu nói. Được, chính là anh, Lý Giai Di trợn mắt, cảm thấy lòng tốt của mình bị người khác xem là lòng Lan giả thú. Ý định ban đầu của cô ta là muốn tốt cho Lạc Tú và thẩm Nguyệt Lan, ai ngờ Lạc Tú lại không thức thời như vậy. Lý gia Di lắc đầu, bình tĩnh lái xe, nhưng trong lòng lại có dự tính, đợi sau khi anh hoàn toàn nhận thức sự tranh lệch giữa mình và người khác để xem đến lúc đó anh có còn nói như vậy nữa hay không. Hơn nữa có những thứ không phải cứ mạnh miệng nói là có thể giải quyết được, đợi đến khi đối mặt với thực tế, để xem anh còn có thể mạnh miệng như vậy nữa hay không. Bầu không khí trong xe rất yên tĩnh lúng túng, nhưng Lạc Tú lại chẳng hề để tâm, bởi vì đối với anh, mấy người trước mặt này đều chỉ là run rế, mây bay thoáng qua. Mấy người này chỉ có thể tồn tại mấy chục năm, nhưng anh thì khác, anh có thể sống lâu hơn tới cả trăm năm hoặc nghìn năm thậm chí mấy vạn năm. Nếu so sánh thì mấy người này chẳng là cái thá gì cả. Tâm trạng khác biệt, tất nhiên sẽ cư xử khác biệt đối với một số chuyện. Điều này cũng khiến Lạc Tú lười giải thích, dù gì sâu mùa hạ cũng không thể nói về băng. Xe nhanh chóng đến bệnh viện, sau khi Lạc Tú bước xuống xe thì được dẫn thẳng tới phòng bệnh. Lúc Thẩm Nguyệt Lan nhìn thấy Lạc Tú, sau khi đã xác nhận thân phận thì nước mắt tuôn rơi, ôm chầm lấy Lạc Tú đã bao nhiêu năm rồi bà ngày đêm mong ngóng ngày nào cũng cầu nguyện thay con trai mình cho đến bây giờ thẩm nguyệt lan chợt cảm thấy cho dù bây giờ bà ra đi cũng xứng đáng còn lạc tú thì kiềm chế hơn một chút dù gì lúc trước anh cũng từng gặp thẩm nguyệt lan rồi chỉ có thẩm nguyệt lan là không biết gì dù sao thì bà cũng mất hết ký ức liên quan đến tương tây mẹ đã để con phải chịu khổ rồi nhiều năm như vậy đều tại mẹ vô dụng đều tại mẹ vô dụng thẩm nguyệt lan ôm lấy lạc tú vỗ lưng anh nói mẹ không đâu mẹ hãy nhìn xem chẳng phải con đang sống rất tốt hay sao lạc tú an ủi đúng rồi ba con vẫn khỏe chứ thẩm nguyệt lan hỏi ba con vẫn rất khỏe sau này con sẽ đón ba tới đây muốn khóc thì ra ngoài mà khóc một giọng nói bỗng vang lên ngắt lời thẩm nguyệt lan đây vốn là giây phút vui vẻ khi hai mẹ con đoàn tụ nhưng lại có người cứ nhắm vào giây phút này bỗng nói ra một câu không thức thời, hoặc cố ý nói như thế. Bà nói cái gì?" Lạc Tú lạnh lùng hỏi. "Tôi nói gì ư? Người đó mặc áo blau trắng, hơi lớn tuổi, là y tá, nhưng bây giờ lại tràn đầy khinh thường. Cậu là người nhà của bệnh nhân đúng không? Cậu đi thanh toán tiền viện phí trước đi, còn không thì rời khỏi đây ngay lập tức cho tôi." Y tá hừ lạnh, bà ta sớm đã bị Thẩm Ngọc Thành mua chuộc, cố ý gây khó dễ cho mấy người Thẩm Nguyệt Lan nếu chúng tôi không thanh toán tiền viện phí thì bà sẽ đuổi người đúng không cậu cảm thấy thế nào y tá chống nạnh vẻ mặt bất mãn hỏi cậu cho rằng bệnh viện là nơi tổ chức từ thiện à ở đây chúng tôi đóng tiền trước rồi mới chữa bệnh nếu không có tiền thì có chết ở bên ngoài chúng tôi cũng chẳng quan tâm y tá tôi xin lỗi tôi sẽ gọi điện nhờ người tới đóng viện phí ngay mẹ không sao đâu mẹ cứ nghỉ ngơi trước đi con sẽ giải quyết chuyện này Lạc Tú vỗ vai Thẩm Nguyệt Lan. Nhưng tiểu Tú à, Thẩm Nguyệt Lan đang định nhắc nhở Lạc Tú, nhưng y tá kia lại lên tiếng. Chàng trai trẻ, tôi cũng nhắc nhở cậu, chỗ chúng tôi là bệnh viện tư nhân, chi phí rất đắt đỏ đấy. Y tá chế diễu. Được rồi, bà bớt nói lại đi, tôi sẽ đi đóng viện phí. Lý Giai Di đứng bên cạnh nói. Đây là chuyện mà mẹ cô ta đã cặn dặn phải làm trong hôm nay, cho nên tối qua mẹ cô ta mới cho cô ta một khoản tiền lớn. Quả thật tiền viện phí ở đây đắt đến mức đáng sợ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 306, nhận lấy ác báo anh trả nổi không? Y tá đã nhận 10 vạn tệ mà Thẩm Ngọc Thành đưa, bảo bà ta chờ Lạc Tú đến rồi cố ý làm nhục hai mẹ con này. Nếu đổi lại là khi xưa, Thẩm Nguyệt Lan gặp phải loại người như thế này thì sợ rằng đã sớm cầm sấp tiền quăng vào mặt bà ta rồi. Thế nhưng bây giờ, trên người bà thật sự không có đồng nào vắt túi trong đoạn thời gian bà bị hôn mê, thẻ ngân hàng của bà đều đã bị lấy sạch. Hơn nữa sau khi ký bản hợp đồng kia, tất cả tài sản của bà đều bị lấy đi hết, một chút cũng không trừ lại cho bà. Có thể thấy, nhà họ thẩm cũng có rất nhiều chuyện tuyệt vời đấy chứ. Đây cũng là một cách trả thù mà thẩm Ngọc Thành làm, dù sao nhiều năm như vậy, thẩm Ngọc Thành tuy ôm cây đại thụ nhà họ thẩm này, nhưng ở mặt kinh doanh lại không làm tốt bằng thẩm Nguyệt Lan. Lần nào ông ta cũng bị cười nhạo, Vậy nên bây giờ, ông ta thấy thẩm Nguyệt Lan như vậy, tất nhiên sẽ phải ra tay trả thù rồi. Tôi có thể trả được hay không thì liên quan gì đến bà. Lạc Tú cười khẩy. Tôi sợ là cậu rõ ràng không trả nổi mà vẫn ở đây xòe đuôi nghĩ rằng đuôi mình to lắm, bên kia đã xong xuôi hết rồi, tất cả là 1.153 vạn. Y tá Diếu Cật nói. Giờ thì cậu trả nổi không? Trước đó bà ta đã được nói rằng, hai mẹ con này không thể nào có tiền trả được đứa con trai đó là từ huyện nhỏ đến có tiền trả mời là lạ thẩm nguyệt lan vừa nghe cũng sợ giật mình sau đó lo lắng nhìn lạc tú dù sao thì tình hình nhà họ lạc như thế nào bà cũng biết được chút ít hơn nữa tính cách ba lạc tú ra sao bà cũng hiểu cơ bản là không thích hợp làm kinh doanh chỉ phù hợp làm chính trị thôi vậy nên hẳn là lạc tú cũng không thể lập tức lấy ra được nhiều tiền như vậy lý giai di khẽ lắc đầu nhìn lạc tú Cô ta cũng không cho rằng Lạc Tú có thể lấy ra được bao nhiêu tiền, cho dù một tháng anh có thể kiếm được 10 vạn thì cũng phải chờ đến bao lâu. Vừa rồi trong cuộc đối thoại giữa hai mẹ con, cô ta cũng nghe được. Lạc Tú thì chỉ mới tốt nghiệp đại học bước chân vào xã hội. Trong khoảng thời gian ngắn như thế này thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Thấy Lạc Tú không lên tiếng, trong lòng Lý Gia Di cười khổ. Bây giờ thì biết rồi chứ? Vừa nãy ở trên xe cô ta đã nhắc nhở Lạc Tú hết lần này đến lần khác, nhưng anh lại không nghe. Hơn một ngàn vạn đấy, số tiền này không nhỏ đâu. Người từ huyện nhỏ ra mà có thể vung một cái lấy ra hơn một ngàn vạn được ư. Rõ ràng là không thể nào rồi. Đây chính là sự khác biệt cực kỳ tranh lệch giữa gia tộc bình thường và đại gia tộc ở Yên Kinh đấy. Vậy mà Lạc Tú hết lại không tin. Lý Giai Di thở dài, sau đó vẫn mở miệng nhưng lạc tú vẫn lắc đầu như cũng nói không cần tôi sẽ trả chuyện hôm nay sẽ không kết thúc dễ dàng vậy đâu lạc tú cười diếu hiện tại không phải là lúc sĩ diện đây lý giai di nghe những câu này cảm thấy bực mình thật lòng mà nói anh cũng đã đến bước này cần gì phải vờ vịt nữa chờ lát nữa mà còn không lấy ra được thì mới mất mặt đấy con trai nếu không thì để cho con bé giai di đi trả đi Thẩm Nguyệt Lan cũng sợ Lạc Tú sẽ chết vì thể diện. Đối với những gia tộc lớn như bọn họ thì số tiền này rất dễ dàng, nhưng đối với Lạc Tú mà nói thì không như vậy, đây rõ ràng là một số tiền cực kỳ lớn. Mang máy quẹt thẻ lại đây, Lạc Tú không muốn nói thêm. Được, tôi lại muốn nhìn xem cậu có trả nổi không. Y tá kia cười khẩy rồi đi ra ngoài. Tiểu Tú, con, mẹ, không sao đâu. Lạc Tú khoát tay, sau đó lấy điện thoại, gọi đến cho một người. Ừm, anh dẫn ông ta qua đây cho tôi trước đi." Lý Gia Di đứng bên cạnh tròn mắt. Không lâu sau y tá kia quay lại mang theo máy quẹt thẻ, trực tiếp đưa đến trước mặt Lạc Tú, sau đó giễu cợt nhìn Lạc Tú. "Đây, cậu quẹt thẻ cho tôi xem." Y tá châm chọc. Thế nhưng Lạc Tú thật sự lấy ra được một tấm thẻ, rồi nhanh chóng quẹt. Điều này khiến cho cả Lý Gia Di và Thẩm Nguyện Lan đều ngớ người. "Có tiền thật ư?" Y tá kia cũng ngây ngẩn. Chuyện này không hợp lý. Tiểu Tú, con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Có phải ba con cho con mượn không? Thẩm Nguyệt Lan bỗng chợt nhớ ta. Thẩm Nguyệt Lan vừa lên tiếng, Lý Gia Di cũng kịp phản ứng lại, nhất định là vậy rồi. Nếu không thì người từ một huyện nhỏ đến thì làm sao có thể lấy một lúc được nhiều tiền như vậy? Lạc Tú còn chưa kịp giải thích, ngoài cửa đã có một đám người đến, dẫn đầu là Trương đại sư phía sau là một ông già trong bộ áo khoác dài màu trắng theo sát. Y tá kia lúc nhìn thấy ông già thì ngây người. Viện trưởng Trương, sao ông lại đến đây? Y tá kinh sợ. Viện trưởng Trương đang làm nghiên cứu khoa học, bình thường cực kỳ hiếm khi xuất hiện. Vậy mà bây giờ đang bị dắt tới. Sao ông ta lại đến đây? Ông ta có thể không đến, nhưng mà ông ta dám không đến không? Nếu ông ta không đến, sợ rằng hôm nay ông ta không còn được thấy mặt trời lặn nữa rồi khuya hôm qua ông ta trực tiếp bị bóc từ trong chăn ra vốn là ông ta vẫn còn muốn phản kháng thế nhưng khi nhìn đến thủ đoạn của tên đại sư cầm đầu ông ta biết ông ta không chống cự được cũng không dám chống cự bởi vì người ông ta đắc tội không phải là người bình thường nếu có chút sơ sẩy sợ rằng cả người nhà của ông ta cũng phải theo trầu cậu lạc viện trưởng trương lễ phép lên tiếng quen biết ư chuyện này làm cả phòng đều ngây ra viện trưởng trương hai người không cần nói nữa bà đã bị đuổi việc viện trưởng trương bỗng nhiên lên tiếng viện trưởng tôi y tá kia vừa muốn lên tiếng giải thích đã bị lạc tú trên ngang mẹ con phải xử lý một chút chuyện lạc tú khẽ mỉm cười sau đó tiện tay đóng cửa lại bên trong an tĩnh trở lại dường như không nghe được chút âm thanh nào thế nhưng bên ngoài lại không an tĩnh như trong phòng viện trưởng trương tôi nghe nói nơi này của ông có một quy tắc đó chính là không trả tiền thì không chữa bệnh đúng không lạc tú bỗng nhiên cười nhạt nói viện trưởng trương nhất thời bị dọa sợ mặt mũi trắng bệch tối hôm qua suýt chút đã bị trương đại sư hành hạ đến chê rồi bây giờ nhìn thấy người đứng sau mà nói những lời này nhất thời ông ta bị dọa đến toát mồ hôi lạnh ông ta có thể không quan tâm đến cái gì mà đại gia tộc yên kinh nhưng rõ ràng người thanh niên trước mắt này chắc chắn ông ta chọc không nổi không sao ông đừng căng thẳng Tôi chỉ là nghe bà ta nói thôi." Lạc Tú cười cười nhưng sắc mặt lại trầm xuống. "Được, tốt thật đấy, người ta nói lương y như từ mẫu, hôm nay tôi cũng coi như là thấy được cái gì gọi là mẹ hiền." Lạc Tú hử lạnh. Xoẹt. Tiếng vang này khiến mọi người chưa kịp phản ứng mà cũng không lý giải được. "A!" À, một tiếng thét chói tai vang lên. Chương 307, ai có tiền hơn ai cho tới bây giờ, Lạc tứ chưa bao giờ nhận mình là người tốt. Người đối tốt với anh thì anh chính là người tốt. Nhưng nếu dám đi chọc giận anh, dẫm lên danh giới cuối cùng của anh, thì lúc đấy, anh có thể xấu đến mức ngay cả một chút nhân tính cũng không còn, dù sao anh cũng là tiên tôn, cuộc sống tu đạo mấy chục ngàn năm, từ lâu anh đã không còn nhân tính, chỉ còn lại tính tình tàn nhẫn người chết ta sống mà thôi, một. Có điều, đời này, lạc tú sống lại lần nữa, dù ít dù nhiều đã không còn tàn nhẫn như trước kia. Nhưng điều này không có nghĩa anh là người hiền lành dễ bị bắt nạt. Viện trưởng Trương đứng bên cạnh sợ đến mức hai chân nhũn ra, cái cảm giác này tối hôm qua ông ta đã được hưởng qua một lần, bây giờ nhớ đến chỉ còn một chữ sợ mà thôi. Đây mới chân chính là cảm giác sống không bằng chết. Trái lại, Trương đại sư đứng bên cạnh cười lớn lên tiếng. Tôi thấy bệnh này rất khó chữa, bị thương nặng như vậy, cần ít nhất 100 triệu đấy. 100 triệu, bà có tiền không? Lạc Tú cười khẩy nhìn y tá. Chúng tôi có thể cứu bà nhưng cũng do chính bà nói, bệnh viện không phải chỗ làm từ thiện, bà phải đưa tiền trước. 100 triệu. Bà ta chỉ là một y tá, lấy đâu ra được nhiều tiền như vậy? Bà ta căn bản không lấy ra được. Cứu tôi đi, cầu xin các người, mau cứu tôi. Y tá kêu rên. Hai, chúng tôi cũng rất muốn cứu bà đấy chứ, nhưng bà nhìn đi, đây là quy tắc, phải đưa tiền trước đó. Lạc Tú Nghĩa Mai nói. Nào, đưa tiền Tiền đến rồi thì chúng tôi có thể lập tức trị liệu cho bà liền. Nụ cười này của Lạc Tú trong mắt viện trưởng Trương quả thật là còn đáng sợ hơn so với ác ma. Con người tôi luôn nói trái phải, hơn nữa còn dựa theo quy tắc mà bà nói nữa đấy. Tôi không có nhiều tiền như vậy, tôi, tôi, tôi không có cứu, cứu, cứu tôi. Trên mặt y tá đều là máu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Vậy thì thật đáng tiếc, chúng tôi không thể cứu bà rồi. Lạc Tú ngồi xổm xuống, bày ra vẻ mặt thương tiếc dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên mệt y tá liên tiếp chịu đòn tấn công y tá kia rơi nước mắt bà nói tôi có trả nổi tiền hay không có liên quan gì đến bà chứ chẳng lẽ đây là bệnh viện nhà bà mở bà thích miệng lớn như thế bây giờ miệng lớn thế này có vừa lòng không viện trưởng trương dựa theo quy củ nếu không có tiền thì nên làm gì lạc tú bỗng nhiên đứng lên nhìn viện trưởng trương đuổi đuổi ra ngoài viện trưởng trương lắp bắp mở miệng vậy thì còn chờ gì nữa lạc tú hít mắt cười y tá kia giờ đây đã hoàn toàn tuyệt vọng cũng rất hối hận câu nói đó chẳng qua là bà ta tự nói không có liên quan gì đến bệnh viện cũng không hề có quy tắc này nhưng cũng vì những lời nói này bây giờ bà ta phải nhận ác báo vốn bà ta không có chuyện gì nhưng giờ bà ta mới biết bà ta đã chọc nhầm người rồi bà ta hận nhưng không phải hận đám người lạc tú mà là nhà họ thẩm thẩm ngọc thành bởi đây là một hố lửa thế nhưng thẩm ngọc thành lại để bà ta phải nhảy vào bà ta thề bà ta thành quỷ cũng không bỏ qua cho thẩm ngọc thành tôi hy vọng phía bệnh viện dù là y tá nhỏ này cũng đừng đối xử khác biệt với người khác lạc tú vỗ vỗ bả vai viện trưởng trương đừng có bởi vì bà ta là y tá thì không thể không giao tiền trước mà đã cứu bà ta rồi mà cũng đừng nhẫn tâm như thế chỉ cần bà ta đóng tiền thì cứ, cứ cứu bà ta đi viện trưởng trương không ngừng gật đầu ngay cả lên tiếng cũng không dám hiện giờ ông ta đã bị dọa suýt ngã ra đất có chuyện gì mà ông ta chưa từng thấy chứ cho dù thường xuyên làm phẫu thuật máu thịt có mơ hồ thế nào cũng không sợ ấy vậy mà bây giờ ông ta lại bị dọa cho mềm nhún đám người viện trưởng trương rời đi vết máu ở cửa đều được lau sạch sẽ lạc tú điều chỉnh tâm trạng rồi đẩy cửa ra tiểu tú con nói mẹ nghe trước kia rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra với con thẩm nguyệt lan vừa nhìn thấy lạc tú đi vào thì lên tiếng mẹ không sao con trai mẹ có tiền mà lạc tú thong thả đi đến bên giường ngồi xuống lý giai di ở bên cạnh vẫn không ngừng trợn mắt sau đó lạc tú còn nói hơn nữa vừa nãy đúng dịp con có người bạn quen biết viện trưởng này người ta còn trả tiền lại cho con lạc tú cười nhẹ thật ư thẩm nguyệt lan nghi ngờ hỏi thật, Lạc Tú gật đầu, nực cười, viện trưởng trương nào dám thu tiền Lạc Tú chứ? Nếu như dám thu, vậy thì chính là tiền đòi mạng rồi. Vậy còn phải cảm ơn người ta cho tốt đấy, ít nhất cũng mời người ta một bữa cơm. Thẩm Nguyệt Lan không nghi ngờ nữa. Đánh mất một phách, dù ít dù nhiều cũng có chút ảnh hưởng đến bà, nếu đổi lại là Thẩm Nguyệt Lan trước kia, khẳng định có thể nhìn ra được chút vết tích rồi bắt đầu hoài nghi rồi. Thế nhưng bây giờ, bởi vì một phách đấy, bà dường như không còn suy nghĩ nhạy bén như xưa được nữa. Trong lòng Lạc Tú cũng thở dài, trước kia mẹ thận trọng như vậy, bây giờ lại dễ lừa gạt như thế. Có điều, chuyện này cũng tốt, dù sao mẹ anh khi xưa đã sống quá mệt mỏi rồi. Một người phụ nữ, tay trắng dựng nghiệp, đánh liều mở ra một đế quốc thương mại, sau lưng đã phải gánh bao nhiêu khổ sở chứ. Hai, nhà họ thẩm lấy đi tài sản trong tay mẹ anh, các người có nghĩ đến sẽ phải chịu kết cục như thế nào không? Lạc Tú âm thầm thề dưới đáy lòng, nhất định phải từ từ để nhà họ thẩm hoàn toàn hủy diệt trong tuyệt vọng. Tiểu Tú, mẹ muốn hôm nay xuất viện, thẩm Nguyệt Lan nói. Được à, Lạc Tú cũng không ngăn cản, thẩm Nguyệt Lan hiện giờ đã không còn gì đáng ngại nữa. Chẳng qua là bị tách ba hồn bảy phách, còn thiếu một phách, mà hiện tại một phách này vẫn đang được nuôi dưỡng trên người Lạc Tú. Chờ khi nào hoàn toàn hồi phục, tất nhiên Lạc Tú sẽ đem trả một phách này lại cho bà có điều bỗng nhiên nét mặt thẩm nguyệt lan lại buồn bã. Trước kia mẹ chuẩn bị cho con rất nhiều tiền, ít nhất đủ cho con tiêu cả đời, bây giờ mẹ lại không có đồng nào trong túi. Thẩm Nguyệt Lan thở dài. Không có cũng không sao đâu mẹ, con có thể nói, hiện tại cả nước này không ai có thể so tiền với con đâu. Lạc Tú cười nói. Thẩm Nguyệt Lan cũng cười theo. Được, vẻ mặt Thẩm Nguyệt Lan hiển nhiên là không tin. Mẹ, mẹ phải tin con lạc tú thấy thẩm nguyệt lan không tin được mẹ tin con thẩm nguyệt lan cười đáp những lời này có thể tin không chắc chắn không thể tin cả nước đều không ai có thể so tiền với anh vậy ít nhất phải là nhà giàu nhất rồi chuyện này có thể hả có điều thẩm nguyệt lan cũng không trách lạc tú mà là cảm thấy rất vui vẻ bởi đây rõ ràng là lời an ủi con bà dành cho bà mà thế nhưng lý giai di đứng bên cạnh lại không nghĩ thế cô ta không thích nhất cũng không ưa nhất loại người mạnh miệng như thế này. Vốn trong tưởng tượng của cô ta, con trai gì Nguyệt Lan đến từ huyện nhỏ, vậy hẳn là phải chất phác, nhưng cô ta lại không hề cảm giác được chút xíu gì sự chất phác trên con người Lạc Tú. Sau đấy, mẹ Lý Giai Di gọi đến, bảo mẹ con Lạc Tú đến nhà họ Lý ăn cơm. Mà Lý Giai Di cũng nhận được một cú điện thoại. Alo, Giai Di, tôi nghe nói gì Nguyệt Lan xuất viện hả? Đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nói chương 308, lần đầu tiên. Nhà của Lý Giai Di ở trong tiểu khu khá cao cấp ở Yên Kinh, ba của Lý Giai Di cũng là cán bộ khu khá thành đạt. Trên thực tế, ông ta đã là người rất có năng lực mới có thể trở thành cán bộ khu ở Yên Kinh. Nhưng rõ ràng ba của Lý Giai Di vẫn chưa thỏa mãn về điều này, mà luôn muốn tìm cơ hội để thăng cấp. Vì thế ba của Lý Giai Di luôn cực kỳ ủng hộ việc con gái mình làm gái hồng lâu ở Yên Kinh dù gì cũng có thể nhờ vào mối quan hệ của lý giai di để leo lên cành cao nên ba của lý giai di luôn ôm ấp kỳ vọng cao với con gái của mình sau khi bước vào lý anh anh rất nhiệt tình còn ba của lý giai di thì đeo mắt kính luôn ngồi bên cạnh cầm tách trà xem tv rõ ràng thái độ hơi lạnh nhạt nếu là lúc trước ông ta sẽ không làm như vậy dù gì thẩm nguyệt lan cũng được mệnh danh là bà hoàng thương nghiệp cũng có chút thực lực nhưng bây giờ thì sao Thật ra sáng nay ông ta đã tranh cãi đôi câu với Lý Anh Anh, Lý Anh Anh muốn để cho Lạc Tú và Lý Gia Di tới gần nhau hơn, nếu bọn trẻ có tình cảm với nhau thì sẽ tác hợp cho hai đứa. Nhưng rõ ràng ba của Lý Gia Di không đồng ý, dù gì bây giờ Thẩm Nguyệt Lan cũng là người trắng tay, hơn nữa quan hệ giữa bà và nhà họ Thẩm vẫn luôn cứng nhắc, vì thế bọn họ vốn không nên đến gần Thẩm Nguyệt Lan để khỏi đắc tội với nhà họ Thẩm. Huống chi bây giờ bà ta còn muốn tác hợp cho hai đứa cơm nước đã sớm chuẩn bị xong ba của lý giai di tên là lý đống lương đúng lúc này lý đống lương lên tiếng hỏi tiểu tú à tôi nghe nói nhiều năm qua cậu luôn sinh sống ở huyện thông châu nhưng tôi cảm thấy bên đó vẫn còn rất nhiều nhân tài cậu đã tốt nghiệp trường đại học nào tôi chỉ tốt nghiệp trường đại học rất bình thường thôi lạc tú gật đầu đáp rõ ràng câu trả lời này đã khiến lý đống lương hơi bất mãn nếu chỉ là trường đại học bình thường ngay cả bằng cấp khá hơn một tí cũng không có, thật đáng lo ngại cho sự phát triển trong tương lai của anh. Đúng rồi, tiểu tú, cậu làm việc ở đâu? Lý Đống Lương hỏi tiếp. Công việc ư, tôi đã đổi đi đổi lại mấy lần rồi. Quả thật lạc tú không nói bừa, anh đã thay đổi nghề nghề nghiệp mấy lần rồi. Điều này đã khiến Lý Đống Lương lại cao mày, tiếp tục dò hỏi lạc tú có kinh doanh hay không, nhưng lại nhận được câu trả lời y như vậy. Tôi ăn no rồi, mọi người cứ từ từ mà ăn lý đống lương cầm tách trà lên nói rồi đi vào thư phòng đúng rồi dài di con tới đây một lát ba có chuyện muốn nói với con lý đống lương bỗng nói mặc dù lý anh anh cảm thấy chuyện này không được lễ phép nhưng cũng không nói gì nhiều lý dài di hơi nghi ngờ đi vào thư phòng cùng lý đống lương sau khi đóng cửa thư phòng lý đống lương liền ngồi xuống chiếc ghế mây gỗ rồi mới lên tiếng dài di sau này con hãy giữ khoảng cách với con của dì Nguyệt Lan đi. Lúc nãy con cũng nghe thấy rồi đấy, bàn về học vấn hay năng lực hiện tại, tương lai cũng không có tiền đồ gì to tác. Lý Đống Lương căn dặn. Ba, con biết rồi, nhưng mẹ con thì sao ạ? À? Tất nhiên Lý Giai Di hiểu ý của Lý Đống Lương. Mẹ của con ư, ba sẽ đi nói với mẹ con lần nữa, người như vậy không thể làm con rể nhà họ Lý của ba. Lý Đống Lương kiêu ngạo nói. Được rồi, con hãy nhớ kỹ lời căn dặn của ba, con mau đi ăn cơm đi. Ba không ăn nữa à? Lý Giai Di hỏi. Ba ư, thân phận của ba như thế này mà phải ăn cơm cùng đám người đó ư? Lý Đống Lương cười gần. Ba của con vẫn chưa đến nỗi rơi xuống mức đó đâu. Lý Đống Lương lắc đầu nói, giọng điệu tràn đầy kiêu ngạo. Lý Giai Di vừa bước ra ngoài, bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Lý Giai Di tiện thể đi ra mở cửa, đúng lúc nhìn thấy một thanh niên đang đứng ở cửa. Mặc dù ngoại hình của thanh niên bình thường, nhưng khắp người đều là hàng hiệu, ăn mặc cực kỳ tinh tế, tràn đầy khí chất quý tộc mạnh mẽ. Giai Di, anh nghe nói gì Nguyệt Lan đã được xuất viện, nên tới đây thăm. Thẩm Tuấn Đào nói, là tiểu đào đúng không? Thẩm Nguyệt Lan bỗng xoay người lại hỏi, là cháu đây à? Thẩm Tuấn Đào tự nhiên bước vào. Anh ta là con trai của anh năm Thẩm Nguyệt Lan, chỉ số IQ cực kỳ cao, thậm chí lúc du học ở Đại học Oxford, còn được coi là tiểu thiên tài. Hơn nữa đặc biệt nhất là trình độ cờ vây của anh ta, có thể nói là tuyển thủ đứng top 5 trong các kỳ thi quốc tế, trình độ chuyên môn là chín đẳng. Nghe nói rất nhiều người đều gọi anh ta là tiểu thần dự toán chính xác. Nghe nói bây giờ anh ta đã được đặt cách vào một công ty đa quốc gia, đang nghiên cứu một công trình khoa học kỹ thuật nào đó, có thể xem là một vị trên tiến sĩ. Hơn nữa hàng năm, lãnh đạo công ty đó đều chia 7 tám nghìn vạn tiền hoa hồng cho anh ta. Sau màn giới thiệu hơi khách sáo lẫn nhau, Thẩm Tuấn Đảo nói. Tiểu Tú, sau này có khó khăn gì thì cứ việc nói với tôi, tôi cũng có chút giao thiệp trong giới yên kinh này. Mặc dù nói như thế, nhưng hôm nay Thẩm Tuấn Đảo lại tới gài bẫy lạc Tú. Trong mắt anh ta, anh ta chỉ tùy ý dùng chút thủ đoạn cũng có thể chơi chết thanh niên tới từ huyện lị này. Lạc Tú gật đầu, nhưng thẩm tuấn đào cứ nhất quyết đòi kết bạn wechat với lạc tú vì bị vướng mặt mũi của thẩm nguyệt lan nên lạc tú chỉ có thể đồng ý trong suốt quá trình thẩm tuấn đào luôn mang vẻ mặt tươi cười rõ ràng anh ta là người rất mưu mô nhưng trong mắt anh ta lạc tú là kiểu người cực kỳ đần độn hình như rất chất phác ăn cơm xong mọi người lại trò chuyện dăm ba câu lý giai di gọi lạc tú ra ngoài ban công để nói chuyện rõ ràng thẩm nguyệt lan đã hiểu lầm trong lòng còn hơi vui vẻ Tốt nhất là anh nên cẩn thận với Thẩm Tuấn Đào, Lý Gia Di nhắc nhở. Sao thế? Đừng nhìn vẻ mặt luôn tươi cười của anh ta đối với mọi người, nhưng thực chất anh ta là người khẩu Phật tâm xà, ngụy quân tử, ăn tươi nuốt sống người khác. Lý Gia Di giải thích. Cô biết anh ta đã làm những gì à? Lạc Tú lại hỏi. Chương 309, gái rót rượu. Cảm ơn cô, nhưng tôi không cảm thấy bọn họ nguy hiểm gì mấy. Lạc Tú châm một điếu thuốc, nằm nhoài trên lan can đáp anh vốn định gây sự với đám người này ai dè bây giờ đám người này lại chủ động dâng tới cửa thật đúng lúc cũng bớt đi nhiều rắc rối lý giai di nghe lạc tú nói thế thì nhất thời tức đến mức muốn dậm chân lạc tú hai thôi bỏ đi đợi anh chịu thiệt một lần rồi mới học được cách ngoan ngoãn lý giai di vốn định khuyên nhủ thêm mấy câu nhưng nhìn thấy thái độ của lạc tú lại lắc đầu lý anh anh mãnh liệt bày tỏ ý định muốn giữ thẩm nguyệt lan ở lại nhà mình một đêm nhưng thẩm nguyệt lan vẫn từ chối bên nhà họ thẩm có phòng của thẩm nguyệt lan nhưng đã lâu rồi bà không ở có lẽ đã sớm bám đầy bụi bặm rồi đợi khi nào dọn dẹp xong bà mới có thể tới đó ở thấy thẩm nguyệt lan kiên quyết như vậy lý anh anh đành phải từ bỏ lạc tú dẫn mẹ của mình tới thẳng một khách sạn lý anh anh dẫn lý giai di ra ngoài tiễn khách trên đường đi lạc tú liếc nhìn những ngôi nhà ở xung quanh mẹ ở yên kinh mẹ thích nhà ở khu nào Lạc Tú lên tiếng hỏi, anh không định để Thẩm Nguyệt Lan về nhà họ Thẩm ở, mà dứt khoát mua một căn nhà ở Yên Kinh. Nhà ở Yên Kinh đắt đến mức nào chứ? Trước đây từng có thông tin, tầng hầm rộng hơn 100 mét vuông cũng phải mất 2.000 vạn. Là tầng hầm đó, không phải là tầng 1, mà là tầng hầm thực thụ. Được, mẹ đợi con có tiền rồi, chúng ta sẽ đi mua một căn. Thẩm Nguyệt Lan cũng chỉ cho rằng câu nói của Lạc Tú chính là tấm lòng hiếu thảo. Không, mẹ, bây giờ con có thể mua được. lạc tú cười nói. nhà ở yên kinh chứ không phải ở huyện lỵ. anh phải có mấy chục vạn, thậm chí là một hai trăm vạn mới có thể mua được. lý giai di đi bên cạnh lắc đầu nói. tôi biết, thật ra nhà ở đây cũng không đắt gì mấy. lạc tú nói, tất nhiên với số dư tài khoản hiện tại của anh thì anh có tư cách để nói câu này. nhưng người khác lại không nghĩ thế. không đắt gì mấy ư? lý giai di trợn mắt quả nhiên là người tới từ huyện lỵ Với số tiền ít ỏi trên người anh, đủ để mua một tầng hầm hay không? Trừ phi nó nằm ngoài đường vành đai năm, lý giai di chế diễu. Thẩm Nguyệt Lan đi bên cạnh cũng cười xấu hổ, ra hiệu cho Lạc Tú đừng nói nữa. Giai di, sao con lại ăn nói như vậy? Mau xin lỗi người ta đi, Lý Anh Anh nói. Mẹ, con không có ác ý, con chỉ muốn nhắc nhở anh ta nhìn rõ hiện thực mà thôi. Với số tiền ít ỏi trên người anh ta, thật sự không mua nổi một căn nhà ở đây. Lý Giai Di giải thích. Trong lòng mọi người đều biết rõ giá nhà ở đây, thậm chí có đôi lúc trên mạng còn nói không cao như vậy. Nhưng nếu bạn thật sự muốn mua thử một căn ở đây, có lẽ bạn sẽ sợ đến phát khiếp. Rõ ràng Lý Giai Di không chịu thua, thở hồn hền lầm bẩm một câu, hơn một nghìn vạn thì mua cái gì chứ? Lạc Tú cũng không so đo, tranh luận với cô ta, nếu anh không mua nổi nhà ở Yên Kinh, có lẽ cả nước sẽ không còn ai không thể mua nổi. Lý anh anh đi bên cạnh nở nụ cười lúng túng. Sau khi đến khách sạn sắp xếp phòng, Lạc Tú bảo Thẩm Nguyệt Lan nghỉ ngơi trước. Dù gì Thẩm Nguyệt Lan cũng mới xuất viện, quả thật cũng mệt rồi. Trong một căn phòng khác, Lạc Tú vừa quay về phòng ngồi xuống, đã gọi cho huyết hổ, bảo huyết hổ gần đây phải đốc thúc mọi người chịu khó hơn. Dù gì cũng sắp tới cuộc đấu võ rồi. Làm xong mọi chuyện, Lạc Tú đang chuẩn bị ngồi thiền đột nhiên điện thoại lại đổ chuông nhưng lần này không phải là điện thoại mà là thông báo một hot girl trên mạng với hình đại diện sặc sỡ đã kết bạn với anh ở bên này một đám người đang tụ tập với nhau tuấn đào cậu có chắc là cậu ta có thể mắc lừa không có người lên tiếng hỏi chắc không thành vấn đề tôi đã cố ý quan sát chắc chắn cậu ta không có bạn gái thẩm tuấn đào đắc y nói đã chấp nhận rồi một cô gái ở trong phòng nói đó là chính là người đã kết bạn với Lạc Tú. Hơn nữa, cô gái này thật sự xinh đẹp, mặc dù không có cảm giác nghiêng nước nghiêng thành như đám người Lam Thục Đoan, nhưng chắc chắn cũng là cấp bậc nữ thần. Cô gái này tên là Đào Niệm Niệm, không chỉ xinh đẹp mà còn là bạn gái của Thẩm Tuấn Đào, rõ ràng để cho an toàn, Thẩm Tuấn Đào định để bạn gái của mình đích thân ra trận. Một thằng nhãi đến từ huyện Lị, theo lý mà nói thì từ nhỏ cuộc sống của cậu ta đã không sung túc, tướng mạo cũng bình thường nói cách khác cậu ta chính là một kẻ nghèo hèn bây giờ một nữ thần bỗng dâng đến cửa chắc chắn sẽ khiến cậu ta rung động thẩm tuấn đào cười ha ha phân tích đúng rồi em hãy nói với cậu ta như thế này thẩm tuấn đào bỗng nói tiếp em cứ hỏi cậu ta có phải cậu ta mới đến yên kinh đúng không thẩm tuấn đào chỉ vào điện thoại thấy vẻ mặt nghi ngờ của mấy người khác thẩm tuấn đào liền giải thích cậu ta vừa mới tới đây cho dù có mẹ nhưng theo phản ứng của người bình thường khi đến một môi trường xa lạ ít nhiều gì tâm lý cũng sẽ hơi bất an thấp thỏm do đó em cũng nói với cậu ta rằng mình cũng mới đến đây cũng là người đến từ nơi khác như vậy sẽ dễ khơi gợi sự đồng tình khiến cậu ta cảm thấy em cũng giống như cậu ta rồi nhanh chóng kéo em vào mối quan hệ của hai người thẩm tuấn đào phân tích anh đẹp trai em cũng mới đến yên kinh chưa được bao lâu trong lòng cũng hơi sợ hãi nhiều người bạn của em đều không có ở đây nên em cảm thấy hơi lẻ loi trong thành phố rộng lớn này đào niệm niệm gửi tin nhắn đi sau đó còn gửi một tin nhắn đáng thương trong khách sạn lạc tú đang hút thuốc nhìn nhân viên phục vụ đang mơ màng ở trước mặt rồi nháy mắt ra hiệu cho người đó cậu hãy nhắn lại đi không phải chứ anh trai à anh phải nói cho tôi biết nên nhắn lại cô ta như thế nào chứ nhân viên phục vụ hơi đau gan không ngờ anh tán gái lại bảo tôi tới nhắn lại giúp anh nếu là tôi chắc chắn sẽ nhắn lại cô ta một chữ cút lạc tú mỉm cười nói vậy tôi phải nhắn thế nào nhân viên phục vụ bất đắc dĩ nhìn lạc tú cậu cứ nhắn lại theo suy nghĩ của cậu lạc tú nhìn nhân viên phục vụ dựa vào tính cách của lạc tú anh thật sự không biết cách nói chuyện phiếm với người khác nhưng anh biết đây là cái bẫy nên dứt khoát gọi nhân viên phục vụ đến giúp vậy tôi nhắn lại nhé nhân viên phục vụ nói rồi bắt đầu gõ chữ tôi cũng vậy tôi cũng cảm thấy rất cô đơn trong thành phố rộng lớn này nhân viên phục vụ nhắn lại bên đào niệm niệm ha 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 các cậu xem ôi chao tôi cũng cô đơn thẩm tuấn đào nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại nói một cách quái gở nhất thời toàn bộ người trong phòng đều cười nghiêng ngả em trai của chúng ta thật đáng thương chúng ta phải chăm sóc cậu ta một chút em hãy nhắn lại cho cậu ta có muốn ra ngoài ngồi cùng nhau không bên lạc tú Đi chứ, tại sao lại không đi?" Lạc Tú cười nói. "Anh trai à, tôi cảm thấy người phụ nữ này có gì đó không ổn." Nhân viên phục vụ cau mày nói. Vừa dứt lời, bên kia đã nhắn lại. "Chương 310, đến đúng hẹn bên Đào Niệm Niệm đã chuẩn bị xuất phát." Thẩm Tuấn Đào cũng đã sắp xếp mọi thứ ở quán bar. "Đây chỉ là bước đầu tiên, hôm nay phải lừa hết tiền trên người cậu ta." Thẩm Tuấn Đào cười gằn sau đó tôi sẽ bảo Lý Giai Di tìm cơ hội rủ bọn họ đi mua sắm, đến lúc đó sẽ xỉ nhục cậu ta một trận. Rõ ràng thẩm Tuấn Đào đã có kế hoạch thứ hai. Được rồi, niệm niệm, chúng ta đi thôi. thẩm Tuấn Đào cười khẩy, đào niệm niệm tốt nghiệp chuyên ngành kịch, nên diễn xuất là sở trường của cô ta. Một thằng nhãi ngốc nghếch đến từ huyện lỵ có thể nhìn ra vấn đề mới là chuyện lạ đó. Quán Ba Ulan Ba To Quán ba này có rất ít người, trông có vẻ hơi vắng vẻ, nhưng thực chất là do tối nay cố ý được dọn dẹp lúc này một cô gái với mái tóc đen dài dáng vẻ yêu kiều đang đứng trước cửa đừng nói về tướng mạo chỉ riêng khí chất cũng thuộc cấp bậc nữ thần rồi lạc tú bắt xe đến đây tay cầm một bó hoa chào cô lạc tú chào hỏi trông có vẻ hơi ngượng ngùng diễn tròn vai tên nhà quê ở huyện lỵ mới lên thành phố lớn sau khi xác nhận mình không nhận lầm người tặng cô bó hoa lạc tú đưa bó hoa trong tay cho cô ta hoa cẩm trường ư đào niệm niệm cau mày mẹ kiếp anh ta đi hẹn hò mà tặng loại hoa này sao đây là hoa dành cho người bệnh quả nhiên là đồ nhà quê bó hoa này của anh không thích hợp cho lắm đào niệm niệm nói hả tôi không biết nên tặng hoa gì mới thích hợp lạc tú hơi ngượng ngùng gãi đầu đào niệm niệm thở dài nhìn bộ dạng này của lạc tú ngẫm lại vẫn thôi đi dù gì hôm nay mình cũng định lừa tiền của tên mốc này. Không sao đâu, mặc dù không thích hợp, nhưng tôi rất thích. Đào niệm niệm hào phóng vươn tay nhận lấy bó hoa. Quả nhiên nhìn thấy lạc tú đang cười với mình. Sao thế? Đào niệm niệm hơi không vui hỏi. Cô rất xinh đẹp, còn đẹp hơn trong ảnh rất nhiều. Lạc tú hơi hưng phấn nói. Ha ha, đào niệm niệm cười lúng túng, trong lòng không khỏi cười gần. Quả nhiên là người chưa trải sự đời. Nếu không phải vì kế hoạch lừa tiền tên ngốc này, cô ta sẽ không muốn nói chuyện với anh. Đi thôi, để tôi dẫn anh vào trong ngồi." Đào Niệm Niệm cố ý nở một nụ cười quyến rũ. Hai người bước vào quán bar, bên trong vốn rất vắng vẻ, hơn nữa nhạc cũng được mở mấy bài cực kỳ trầm thấp, dễ khiến người khác cảm thấy buồn ngủ. Lạc Tú vừa ngồi xuống, Đào Niệm Niệm đã gọi nhân viên phục vụ đến. Nhưng nhân viên phục vụ nhìn thấy Lạc Tú lại giả vờ cười khẩy. "Thưa anh tôi muốn nhắc nhở anh rằng, đồ uống ở chỗ chúng tôi rất đắt. Lúc này, trong tình huống bình thường, chắc chắn người đàn ông sẽ giả vờ phung phí để lấy lại mặt mũi. Sao nào, anh đang xem thường người khác đúng không? Lạc Tú đập bàn nói. Thưa anh, anh hiểu lầm rồi, nhưng chỗ chúng tôi thật sự rất đắt, tôi sợ anh sẽ không trả nổi. Tôi nói rồi, tôi có tiền. Lạc Tú ra vẻ rất tức giận. Nếu không thì chúng ta tới quán ba khác đi đào niệm niệm đổ thêm dầu vào lửa. Không, hôm nay phải ở chỗ này, mang rượu đắt nhất bên các anh đến đây, ông đây có tiền. Lạc Tú hùng hổ đập bàn nói. Đúng là mắt chó coi thường người khác, đợi nhân viên phục vụ đi rồi, Lạc Tú còn giả bộ mắng một câu. Nhưng trong lòng đào niệm niệm lại cười gần. Chuyện này đã hoàn tất, chẳng hề khó tí nào. Bây giờ để anh giả vờ ra oai lấy lại mặt mũi, đợi lát nữa nhìn thấy mình bị lừa hết tiền, để xem anh còn có thể cười được hay không. Từng chai rượu ngoại được mang lên, chỉ cần nhìn bao bì cũng biết, chắc chắn rất đẳng cấp, dù gì bạn cũng không thể nhìn ra rốt cuộc đây là nhãn hiệu gì. Gái rót rượu là thế, sau khi lừa bạn tới uống rượu sẽ cải bẫy bạn, còn có thể nhận được tiền hoa hồng, nên bọn họ cố gắng để bạn tiêu thêm. Đào niệm niệm khui một chai, rót cho lạc tú một ly, rồi cũng tự rót cho mình. Nào, cạn ly, đào niệm niệm mỉm cười duyên dáng, trông cực kỳ quyến rũ. Tôi không biết uống, phục vụ, chỗ các anh có trà không? Xin lỗi anh, chỗ chúng tôi không có trà ạ. Nhân viên phục vụ cũng được sắp xếp trước, nhưng trong lòng lại không nhịn được mắng. Uống trà cái quỷ gì, đúng là đồ nhà quê. Vậy tôi không uống nữa, quán ba gì thế không biết. Ngay cả trà cũng không có, còn không bằng chỗ nhảy đầm ở huyện chúng tôi. Lạc tú bình chân như vậy nói. Nhân viên phục vụ suýt hộp máu, nhảy đầm ư? bây giờ đã là thời đại nào rồi mà còn nhảy đầm cơ chứ? Còn nữa quán ba nào mà có trả thế? Là quán ba nhà anh à? Nhưng thấy Lạc Tú định rời đi, nhân viên phục vụ đâu dám để Lạc Tú rời đi cơ chứ? Hôm nay bọn họ phải để anh nôn hết tiền ra. Thế là nhân viên phục vụ lại lên tiếng. Anh à, không bằng anh đợi một lát, tôi sẽ sai người đi mua giúp anh. Mau lên đi, trà đen đá nhé, tôi chỉ muốn uống hương vị đó nhân viên phục vụ suýt vấp ngã. Nói chuyện nửa ngày, cuối cùng anh lại nói với tôi rằng, anh muốn uống trà đen đá. Đợi đã, nào, đây là một nghìn tệ, tiền bâu hơ cho cậu. Lạc Tú bỗng ném một nghìn tệ xuống sàn. Nhân viên phục vụ do dự một lát, cuối cùng vẫn ngồi xuống nhặt lên. Anh thật hài hước, cũng rất hào phóng. Đào niệm niệm tự mình uống một ly, cố ý nói như vậy với Lạc Tú. Ha ha, tốt xấu gì tôi cũng là cậu ấm, ra thế cũng khá giả lần này ra ngoài ba tôi đã cho tôi rất nhiều tiền có lẽ cả đời này tôi cũng không tiêu hết lạc tú giả vờ khí phách nói ha ha phải không quả thật đồ ở đây có hơi đắt đào niệm niệm lại trải thảm để lát nữa lạc tú khỏi chơi xấu không sao tôi có tiền cô thích uống gì thì cứ gọi lạc tú tỏ vẻ hào phóng đào niệm niệm liếc nhìn được chuyện này quá dễ dàng rồi đó Cô ta tùy ý ném một chiếc lồng, đối phương đã ra sức chui vào trong. Nào, đã đủ chưa? Nếu còn chưa đủ thì lấy thêm một chai nữa. Phục vụ, lấy thêm một chai nữa. Lạc tú hét lên, tiếp tục chuốc đào niệm niệm đến khi gục xuống bàn mới thôi. Phục vụ, tính tiền. Lạc tú hét lên. Nhân viên phục vụ nhất thời căng thẳng, tay cầm bộ đàm sẵn sàng gọi người bất cứ lúc nào. Dù gì bây giờ cũng là bước quan trọng nhất, bình thường rất nhiều người không chịu trả tiền, nên những lúc như này cần phải gọi người tới. Được, thưa anh, của anh tổng cộng 1022 vạn. Chúng tôi sẽ giảm bớt số lẻ cho anh, nên anh chỉ cần trả 1.000 vạn là được. Sứt lời, nhân viên phục vụ đã sẵn sàng gọi người. Audio điện tử võ tấn bền chương 311, bẫy Cả đào niệm niệm và lạc tú đều không thấy đâu. Chuyện này có thể có chút phiền toái người phục vụ nhanh chóng bấm máy gọi điện cho thẩm tuấn đào kỳ thật nhóm thẩm tuấn đào vẫn luôn canh giữ trên lầu nhưng lúc này lại không kìm được mà có chút hoảng loạn dẫu sao thì đào niệm niệm cũng là bạn gái anh ta nên sao có thể để một tên nhà quê như lạc tú chiếm tiện nghi được chứ hai con người cao to lù lù như vậy mà cậu cũng không trông coi được hả thẩm tuấn đào vừa đi tới đã tát thẳng một cái lên mặt người phục vụ anh đào tôi chỉ mới đi quẹt thẻ thôi không ngờ tôi chỉ vừa mới đi quẹt thẻ một cái mà chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã không thấy tăm hơi bọn họ đâu con mẹ nó thẩm tuấn đào cũng cảm thấy kỳ quái sao tự dưng người lại biến mất không thấy tăm hơi đâu như vậy được ngay sau đó anh ta đã gọi mấy cuộc điện thoại nhưng không có ai trả lời lúc này sự hoảng loạn của thẩm tuấn đào đã thật sự lên tới đỉnh điểm rồi anh ta thực sự sợ lạc tú sẽ làm gì đó với đào niệm niệm chờ đợi nửa tiếng đồng hồ Cuối cùng điện thoại của Đào Niệm Niệm cũng có người nghe máy. Nhưng lại là ở bệnh viện. Thẩm Tuấn Đào vội vã dẫn theo người tới đó. Đám người trẻ tuổi các cậu thật là làm ăn bậy bạ hết sức. Một vị bác sĩ mở miệng nói, nếu không phải người kia là người có lòng tốt đưa cô ta tới bệnh viện thì chỉ sợ hôm nay cô ta đã xảy ra vấn đề lớn rồi. Đi thanh toán tiền thuốc men đi. Khuôn mặt Thẩm Tuấn Đào tối đen lại. Bao nhiêu tiền Thẩm Tuấn Đào vừa nghe thấy số tiền thuốc phải trả, anh ta cũng hoảng sợ theo. 100 triệu, danh sách đều ở đó hết, cậu có thể tự tới đấy xem. Y tá đứng quầy ba ném cho Thẩm Tuấn Đào một ánh mắt xem thường. Đắt như vậy sao? Cậu định mặc cả với bệnh viện sao? Đột nhiên, sau lưng truyền đến tiếng nói của viện trưởng Trương. Bệnh viện này chính là bệnh viện trước kia Thẩm Nguyệt Lan ở. Nếu cậu không chịu trả, tôi sẽ đi tìm Thẩm Thiên Quân để xem ông ta có thể trả hay không viện trưởng trương đã từng cứu mạng thẩm thiên quân thẩm thiên quân sao có thể không trả chưa kể với mối quan hệ phức tạp thế này thẩm tuấn đào nào dám không trả nếu thật sự để viện trưởng trương làm loạn đến tận nhà họ thẩm thì có thể anh ta sẽ bị đuổi đi cô ấy uống quá nhiều rượu suýt chút nữa thì nguy hiểm đến tính mạng nếu không phải được đưa tới đây kịp thời thì giờ cậu đã vào nhà xác gặp cô ấy rồi viện trưởng trương hừ lạnh một tiếng đã nói đến mức này rồi thẩm tuấn đào sao có thể không trả sốt cuộc thì tiêu chuẩn thu phí của cái bệnh viện này cũng không phải là anh ta không biết đợi đến thời điểm đào niệm niệm tỉnh lại thứ đập vào mắt cô ta đầu tiên chính là bó hoa cẩm trướng mà lạc tú tặng về phần lạc tú anh đã về từ lâu sáng sớm ngày hôm sau lạc tú và thẩm nguyệt lan dự định dọn dẹp nhà ở một chút nhưng đúng lúc này lý anh anh lại đề nghị chi bằng trước tiên cứ đi dạo phố một vòng đã mua mấy món đồ rồi tính tiếp dù sao thì họ mới dọn vào ở nên thật sự cần chuẩn bị rất nhiều đồ vậy nên thẩm nguyệt lan đã đồng ý ngay thẩm nguyệt lan hiện tại và trước kia không giống nhau nếu là trước kia e là bà sẽ tới những cửa hàng xa xỉ để mua đồ nhưng hiện tại thì khác bà chỉ có thể đi tới những nơi không quá xa xỉ mà thôi đi được một đoạn không xa bà đi vào một con đường dành cho người đi bộ dù sao cũng là phụ nữ nên đương nhiên sẽ đi dạo quanh một vòng mặc dù cũng chẳng có tiền mua đây là bản chất trời sinh của phụ nữ mà không ai có thể thay đổi được đúng lúc này ở phía đối diện lại có một đám người đi tới ê đây chẳng phải nguyệt lan sao đám người kia nháy mắt đã nhận ra thẩm nguyệt lan chị lục thẩm nguyệt lan khẽ gật đầu mở miệng nói trong nhóm người vừa tới này có người chị duy nhất của thẩm nguyệt lan thẩm nguyệt mai ngoài thẩm nguyệt mai ra thì còn có một nam một nữ nữa và đương nhiên nam là thẩm tuấn đào còn nữ là con gái của thẩm nguyệt mai thẩm vũ nhi thật ra thẩm vũ nhi vẫn đang du học bên nước ngoài vừa mới trở về mấy ngày gần đây mọi người đang đi dạo phố hả thẩm nguyệt mai mở miệng nói đúng vậy chuẩn bị mua mấy món đồ thẩm nguyệt lan mở miệng đáp lời dì nguyệt lan dì sao lại tới những nơi như thế này để mua đồ chứ cái này không phù hợp với thân phận của gì đâu nha, gì vốn là nữ hoàng trong giới kinh doanh, sao có thể keo kiệt đi mua mấy thứ đồ ở đây? thẩm vũ nhi đứng bên cạnh mở miệng nói, đứa nhỏ này, gì nguyệt lan của con sao có thể nói mấy chuyện này cho con nghe chứ? thẩm nguyệt mai và thẩm vũ nhi cứ kẻ sướng người họa. lý giai gì đứng bên cạnh thở dài một hơi, nhìn xem đi, mấy người này rõ ràng là muốn tới gặp thẩm nguyệt lan để chê cười. Đúng thật là mẹ tôi không hợp tới nơi như thế này để mua đồ, có điều, chúng tôi cũng chỉ đang đi dạo mà thôi." Thẩm Nguyệt Lan còn chưa kịp mở miệng, Lạc Tú đứng bên cạnh đã lên tiếng trước. "Tôi nghĩ là chỉ bằng nhóm chúng ta cùng qua bên kia xem đồ đi." Thẩm Vũ Nhi cười khẩy nói. Thẩm Nguyệt Lan vội vàng muốn giữ chặt Lạc Tú, nhưng Lạc Tú lại mở miệng trước. "Được thôi." Lạc Tú cười khẩy một tiếng. "Vậy thì đi thôi." nhóm chị em chúng ta cũng đã lâu không đi dạo phố cùng nhau rồi thẩm nguyệt mai giữ chặt thẩm nguyệt lan tức khắc thẩm nguyệt lan có cảm giác mình bị chính con trai bẫy mà thẩm tuấn đảo đứng một bên lại lộ ra nụ cười khẩy chờ mong các người nhục mặt mấy người túm thẩm nguyệt lan kéo đi trước để lại lạc tú và hai mẹ con lý giai di lý giai di lắc đầu mở miệng nói lạc tú tốt xấu gì anh cũng nên quan tâm đến cảm nhận của mẹ anh chứ nhưng lạc tú lại lắc đầu anh căn bản không coi đây là một vấn đề nghiêm túc dì nguyệt lan giờ đã không còn xu dính túi mà trong túi anh cũng chỉ có chút tiền đợi lát nữa vào mấy cửa hàng xa xỉ anh sai di lý anh anh mở miệng nói chờ cho lạc tú đuổi theo đám người phía trước sau khi anh đã đi xa lý anh anh mới mở miệng nói sai di mẹ hy vọng con sẽ tôn trọng lạc tú một chút còn nữa mẹ không quan tâm ba con bày tỏ thái độ thế nào về chuyện này nhưng tốt nhất con hãy tận lực tiến gần với lạc tú chút đi. Lý Anh Anh dặn dò. Mẹ, anh ta có cái gì tốt chứ, con thật sự không hiểu đấy. Chẳng lẽ anh ta còn tốt hơn thẩm tuấn trạch nữa sao? Lý Giai Di bất mãn mở miệng nói. Đòi tiền không có tiền, đã thế còn chẳng có năng lực gì, còn đường tương lai mở mịt không biết đi đâu về đâu, đến ra thế cơ bản nhất cũng không có luôn. Mẹ là người từng trải, con nghe mẹ khuyên một câu lý anh anh mở miệng nói thẳng trọng tâm thằng nhóc thẩm tuấn trạch đó đúng thật là không tồi nhưng lại là người có cơ mưu thâm sâu lạc tú có thể sẽ không được ưu tú như vậy nhưng mẹ luôn có cảm giác cậu ấy không hề đơn giản và có lẽ không tệ như vẻ bề ngoài đâu mẹ không muốn vào một ngày nào đó trong tương lai con phải hối hận bất cứ thời điểm nào con cũng không được xem thường người ta lý anh anh tận tình khuyên bảo nhưng rất rõ ràng lý giai di không nghe lọt tai được câu nào ngược lại còn bày tỏ thái độ mất kiên nhẫn. Đi thôi, mẹ, nếu không đợi lát nữa gì Nguyệt Lan sẽ bị người ta khi dễ đấy. Lý Giai Di tức giận mở miệng nói. Nói xong thì lập tức đi trước. chương 312, chế diễu. Những lời này không phải nói với Thẩm Nguyệt Mai, mà là nói với Thẩm Nguyệt Lan. Cậu có ý gì, khinh thường người ta đấy à? Thẩm Nguyệt Lan còn chưa mở miệng. Thẩm Nguyệt Mai đứng bên cạnh đã há miệng nói trước, lại còn cố ý làm ra vẻ như đang giúp Thẩm Nguyệt Lan chút giận. Thưa bà, tôi không có ý gì khác, nhưng thực sự cửa hàng này của chúng tôi là như vậy. Người phục vụ kia không hề tỏ ra yếu thế. Có phải cậu đang xem thường người khác không? Thẩm Tuấn Đào đứng bên cạnh cũng giả vờ giả vịt lên tiếng. Tôi nói cho anh biết, dì Nguyệt Lan nhà tôi chính là một nữ hoàng trong giới kinh doanh đấy. Đừng nói đến cái túi tầm thường 75 vạn này, ngay cả 700 vạn 50 vạn, Dị Nguyệt Lan nhà chúng tôi cũng đều có thể trả được hết." Thẩm Vũ Nhi cũng đứng một bên thêm dầu vào lửa. "Ồ vậy đấy hả, thật nhìn không ra đó, vậy mua cái túi này đi tôi xem thử xem nào." Người phục vụ mở miệng nói với vẻ khinh thường. "Cậu có ý gì hả? Gọi quản lý cửa hàng của các người tới đây cho tôi mau." Thẩm Nguyệt Mai cũng làm bộ quát lớn. "Có chuyện gì vậy? Bỗng nhiên, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi bước tới. "Có chuyện gì thì có thể nói với tôi." Tôi chính là chủ cửa hàng này. Ba chủ cửa hàng cũng có thái độ khinh thường người khác. Người phục vụ nói đơn giản vài câu. Tôi cảm thấy nhân viên phục vụ của chúng tôi nói không sai. Ba chủ cười khẩy đáp. Tôi cũng cảm thấy chị không mua nổi, còn nói cái gì mà nữ hoàng trong giới kinh doanh còn dám thổi phồng đến mức đó nữa. Ba chủ cửa hàng kia đột nhiên cười khẩy nói. Dì Nguyệt Lan, giọng điệu này không thể chấp nhận nổi rồi, quá đáng giật. Thẩm Vũ Nhi đứng bên cạnh tiếp tục diễn vai phản diện. Đúng lúc này thì Lạc Tú đuổi tới. Có chuyện gì vậy? Lạc Tú nhíu mày hỏi. Bọn họ khinh thường người ta, nói gì Nguyệt Lan không mua nổi thì đừng có đụng vào. Bọn tôi đang nói gì Nguyệt Lan hãy mua cái túi này cho bọn họ nhìn, để bọn họ biết thế nào gọi là mắt chó coi khinh người." Thẩm Vũ Nhi làm bộ giải thích. Cái túi này đắt lắm sao?" Lạc Tú cười khẩy một tiếng. "Cái túi này giá 75 vạn." cậu thử nói xem có đắt hay không. Bà chủ cửa hàng lạnh lùng mở miệng nói. Được rồi, trong tiệm bà có bao nhiêu cái túi như vậy, tôi mua hết. Tiểu tú, thẩm nguyệt lan sợ lạc tú mắc mưu, vội chạy tới giữ chặt anh. Ha ha, có bao nhiêu túi cậu mua hết sao? Sao cậu không nói mua luôn cả cái cửa hàng này đi cho rồi? Bà chủ hư lạnh một tiếng. Cậu thanh niên này, không có tiền thì hãy đưa mẹ cậu ra khỏi cửa hàng này nhanh đi, đừng làm ảnh hưởng người ta buôn bán. Bà chủ cười khẩy một tiếng, mở miệng nói. Được thôi, cửa hàng này của bà bao nhiêu tiền? Lạc Tú cũng cười. Cửa hàng này của tôi sao? Ba nghìn vạn, cậu muốn không? Bà chủ cửa hàng nói với giọng châm chọc. Tiểu Tú, con đừng xúc động quá. Mẹ, không sao hết, mẹ cứ đứng một bên xem trò vui là được rồi. Lạc Tú mở miệng an ủi. Không phải chỉ có ba nghìn vạn sao, dễ mà. Lạc Tú lộ giọng mỉa mai không phải chỉ ba nghìn vạn sao, bà chủ cửa tiệm kia cũng cười. Cậu trai trẻ, tôi cũng không nói là sẽ bán cửa hàng này cho cậu, chỉ cần cậu có thể lấy ra được ba nghìn vạn, thì đồ trong tiệm này cậu muốn lấy gì cũng được, thích nhiều lấy nhiều thích ít lấy ít. Nhưng nếu hôm nay cậu không lấy ra được nhiều tiền như vậy, thì cậu phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi, sau đó thì lập tức cút ra ngoài cho tôi. Bà chủ mở miệng nói lời thề son sắt. Tiểu tú, thầm Nguyệt Lan có hơi sốt ruột, trên người Lạc Tú chỉ có hơn một ngàn vạn, thì lấy đâu ra ba nghìn vạn được chứ? Nhưng Lạc Tú lại thản nhiên mở miệng đáp. Được. Này cậu em Tiểu Tú, có phải cậu đang xúc động quá đấy không? Thẩm Tuấn Đào đứng một bên mở miệng nói với giọng điệu có phần châm chọc. Cậu phải biết rằng đó là ba nghìn vạn đấy. Thẩm Vũ Nhi cũng đứng cạnh mở miệng châm chọc. Mà Lý Giai Di đứng một bên xem thì chỉ biết lắc đầu. Chỉ vài câu châm chọc đơn giản như vậy, Lạc Tú đã bị lừa. Người mà mẹ mình nhìn chúng hóa ra lại là loại người này, còn kêu cô ta hãy tiến gần với anh thêm một chút. Đây chẳng phải là thằng mốc sao? Hơn nữa lý giải gì cũng biết rất rõ, trên người Lạc Tú đúng thật là có chút tiền, nhưng không nhiều đến nỗi có 3.000 vạn. Không sao cả, chẳng phải nói 3.000 vạn sao, Lạc Tú vẫn giữ nguyên vẻ chẳng sao cả. Dì Nguyệt Lan, cháu nghe nói trong tay em tiểu Tú chỉ có hơn 1.000 vạn, nhưng có chuyện này không biết cháu có nên nói với gì hay không? Thẩm Tuấn Đào đột nhiên cười khẩy nói. Chuyện gì, Thẩm Nguyệt Lan có một cảm giác không tốt. Là như thế này, Thẩm Tuấn Đào chậm rãi mở miệng nói. Hôm nay cháu có nghe một người bạn kể lại là, ngày hôm qua ở quán Ba U Lan Ba To hình như có một người đàn ông bị một cô gái rót rượu dẫn dụ chơi bời ăn nhậu. Sau đó người kia đã tiêu phí hơn một ngàn vạn vào U Lan Ba To, mà người đó hình như chính là cậu em tiểu tú đây. Thẩm Tuấn Đào vừa thốt lời, Lý gia Di và đám người thẩm Nguyệt Lan tức khắc ngây ngẩn cả người. Tiểu Tú, tối hôm qua có phải con tới đó không? thẩm Nguyệt Lan có chút tức giận. Đúng vậy. Vậy con thật sự bị người ta lừa hơn một ngàn vạn sao? thẩm Nguyệt Lan mở miệng hỏi với vẻ không thể tin được. Đúng vậy, Lạc Tú mở miệng nói. Anh Tiểu Tú, anh bị gì thế? Anh bị sắc đẹp che mờ con mắt rồi à? thẩm Vũ Nhi đứng bên cạnh cố ý làm vẻ vô cùng đau đớn mở miệng nói. Lạc Tú, anh thật sự bị lừa nhiều tiền như vậy sao? Lý Giai Di cũng hỏi với vẻ không thể tin được. Con mẹ nó, ngu đến vậy sao? Bị gái rót rượu lừa hơn một ngàn vạn. Con mẹ nó, đây đúng thật là một thằng ngốc, hơn nữa còn ngốc tới mức không chịu nổi. Hơn nữa chuyện này mà bị truyền ra ngoài, đừng nói là những người khác. Thẩm Nguyệt Lan sẽ bị toàn bộ người trong nhà họ thẩm chê cười. Đây hoàn toàn có thể nói là một thằng con trai ngu ngốc ngay cả thẩm Nguyệt Lan cũng phải xứng sờ tại chỗ, bà có chút không phản ứng kịp. Không sao đâu, tiểu tú, không có sao hết, thẩm Nguyệt Lan vội vàng an ủi. Dì Nguyệt Lan, cái gì mà không sao chứ ạ, à? lý giai di nóng này. Đó chẳng phải là tiền ba anh cho anh sao? Phải vất vả ở thị trấn bên kia bao nhiêu mới có thể lấy được đủ một ngàn vạn đó chứ? Lý Giai Di thở phì phì nói. Ngay cả Lý Anh Anh cũng suýt chút nữa là thất vọng về Lạc Tú. Hai, đứa nhỏ này trước giờ vẫn luôn ở trong thị trấn, đâu biết rằng bên ngoài sẽ như vậy. Dì Nguyệt Lan, đến giờ này rồi dì còn giải vây giúp anh ta ư. Là hơn một ngàn vạn đó, không phải số tiền nhỏ đâu. Lý Giai Di giận dữ rậm rậm chân. Mọi người cũng đừng trách mắng em tiểu tú nữa, dù sao thì cậu ấy cũng vừa mới tới yên kinh, vẫn chưa có kinh nghiệm gì nhiều, trải qua vài lần rồi sẽ. Anh Tuấn Đào, đây có mà là phá của ý. Thẩm Vũ Nhi mở miệng chặn ngang lời Thẩm Tuấn Đào. Mặc dù Thẩm Nguyệt Lan cũng cảm thấy mất hết thể diện rồi, nhưng so với chuyện đó bà lại càng sợ tâm lý Lạc Tú sẽ chịu tổn thương, nên mới chạy vội tới an ủi. "Hai, Nguyệt Lan, hay là em cứ đưa đứa nhỏ này tới bệnh viện kiểm tra thử xem sao, nói không chừng đứa nhỏ này." Chương 313, kịch bản, chúng tôi bày trò thì làm sao? Chúng tôi tới để nhìn các người bị chê cười đó thì sao?" Thẩm Nguyệt Mai cười khẩy một tiếng. Thẩm Nguyệt Lan vừa định nói gì đó, thì Lạc Tú đã mở miệng nói trước. Thật xin lỗi, các vị, hôm nay các người sẽ không thể nhìn mẹ con chúng tôi bị chê cười được đâu. Lạc Tú mở miệng nói với vẻ vô cùng bình tĩnh. Hừ, không nhìn được sao, vậy một ngàn vạn ba cậu cho cậu đi đâu rồi? Bị lừa hết số tiền một ngàn vạn, cậu còn ở chỗ này giả bộ cái gì hả? Thẩm Nguyệt Mai mở miệng nói không chút khách sáo. Mẹ cậu giờ không một xu dính túi, là đồ quỷ nghèo, hiện tại cậu cũng chỉ là thằng nghèo hèn không hơn. Chẳng phải cậu vừa mới nói là muốn lấy ra 3.000 vạn sao? Vậy cậu lấy ra đi, thẩm nguyệt mai cười khẩy một tiếng. Chúng tôi chế diễu đó thì sao hả? Cậu lấy ra đi chứ? Cậu có thể lấy ra được không hả? thẩm Vũ Nhi cũng đứng một bên mở miệng châm chọc. Đừng có nói là một ngàn vạn bị lừa đó của cậu, thực chất là vẫn chưa bị lừa đấy, một tên ở thị trấn nhỏ như cậu, không lẽ có thể tùy tiện lấy ra 3.000 vạn được sao? Thẩm Tuấn Đào cũng đứng bên cạnh mở miệng nói. Lý gia Di đứng một bên lắc đầu thở dài, mức độ chênh lệch quá lớn. Lạc Tú, anh sẽ mang lại rất nhiều phiền phức cho dì Nguyệt Lan đấy. Tôi đã khuyên anh là chỉ nên qua lại chỗ nào rồi mà anh còn cố chạy đi đâu. Người trẻ tuổi, vừa rồi chính miệng cậu tự thổi phồng khoe khoang bản thân, nếu không thực hiện được, thì cậu nhanh quỳ xuống nói xin lỗi, sau đó cút đi cho tôi. Bà chủ cũng mở miệng nói. Tiểu Tú, Thẩm Nguyệt Lan kéo tay Lạc Tú muốn đi. Mẹ, không sao đâu, con nói rồi, mẹ cứ đứng một bên xem trò hay là được rồi, hôm nay con trai mẹ sẽ cho mẹ thấy thế nào gọi là vả mặt. Đừng chỉ mạnh miệng đứng nói không, cậu lấy ra xem nào. Lạc Tú trực tiếp mở điện thoại di động ra click một cái, sau đó mở banh kinh, rồi ném điện thoại lên trên bàn. Hơn 100 triệu. Lúc ấy, bà chủ cửa tiệm ngây ngẩn cả người. Làm sao vậy? Thẩm Nguyệt Mai cũng đi tới nhìn liếc qua. Tức khắc, bà ta cũng ngây ngẩn cả người. Thẩm Nguyệt Lan chạy vội tới lấy điện thoại di động của Lạc Tú lên xem, số dư hơn 100 triệu. Tức khắc, Thẩm Nguyệt Lan cũng ngây ngẩn cả người. Không có khả năng, chẳng phải tiền của cậu đã bị Bồi Bàn lừa hết tối hôm qua rồi sao? Thẩm Tuấn Đào mở miệng nói. Hơn nữa càng nghĩ càng thấy không thích hợp, có cảm giác chuyện này có gì đó không đúng. Hiện giờ Lạc Tú không chỉ có tiền mà còn là có 100 triệu. Rất kỳ quái hả? Cậu con trai nhà địa chủ ngu ngốc, đúng là tiền của tôi đã bị lừa hết tối hôm qua." Lạc Tú Nghĩa Mai nói. "Vậy thì tiểu Tú, số tiền này con lấy ở đâu ra?" Thẩm Nguyệt Lan cũng cảm thấy kỳ quái, đây chính là 100 triệu đấy. Ba của Lạc Tú chắc chắn sẽ không cho nhiều tiền như vậy. "Con kiếm được nó tối hôm qua đấy." Lạc Tú thản nhiên mở miệng nói. "Kiếm được?" loại dự án kiểu gì mà có thể bỏ một ngàn vạn ra để thu về một trăm triệu chứ? Chỉ bằng một thằng ngốc như vậy mà có thể kiếm được. Những người khác đều không tin. Thẩm Nguyệt Lan cũng có chút không tin. Suy cho cùng thì chỉ một đêm mà kiếm được một trăm triệu, cũng quá khoa trương rồi đấy. Mẹ, tối hôm qua con gặp phải gái bồi bàn, người ta đã sớm lên kế hoạch từ trước rồi. Lạc Tú nhìn thoáng qua Thẩm Tuấn Đào, cười khẩy một cái. Vậy tiền này của con, rất đơn giản con chuốc say cô phục vụ ấy sau đó đưa tới bệnh viện mẹ cũng biết mà bệnh viện tư nhân mà lúc trước mẹ ở đó con có một người bạn quen biết viện trưởng cho nên con đã nhờ viện trưởng thu thêm ít tiền thuốc men tức là con đã nhờ bác sĩ ở đó sao hai mắt thẩm nguyệt lan sáng lên đúng vậy con phát hiện tiền được gửi tới rất nhanh lạc tú cười khẩy một tiếng phụt ha 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 thẩm nguyệt lan lập tức mở miệng cười ha hả Cười đến cong eo, đến nước mắt cũng chảy ra. Thằng nhóc này, con cũng nghịch ngợm quá đấy, nếu để cho người trong quán rượu đó biết, không biết có tử đang sống sờ sờ thành tức chết không. Lý Anh Anh đứng một bên cũng không nhịn nổi, lập tức bật cười. Cốt chuyện xoay ngược lại quá nhanh, quả thực khiến đầu óc người ta không thể theo kịp. Có một số người, đã quá coi trọng bản thân và cho rằng họ thật sự rất thông minh, nhưng lại không biết bản thân chỉ là một đứa ngu ngốc hết thuốc chữa. Lạc tú mỉa mai. Các người thử nói xem, những người như vậy có nên tới bệnh viện kiểm tra xem thử xem bản thân có phải một đứa thiểu năng trí tuệ không nhỉ? Lạc tú tiếp tục cười khẩy một tiếng. Con trai, con đừng nói nữa, lỡ như người ta cũng có mặt ở đây, không chừng bị chọc giận tới nỗi hôn mê đấy. Thẩm Nguyệt Lan cũng không phải đèn dầu, cố ý mở miệng nói. Lý Giai Di xứng sờ một chỗ, cảm giác còn chưa kịp phản ứng lại mà thẩm tuấn đào thì chỉ biết siết chặt tay thành nắm đấm, giận tím mặt. Thảo nào khi không viện trưởng trương lại đòi anh ta trả những 100 triệu chứ? Hóa ra là vì thế này. Anh ta thật sự không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Càng không nghĩ tới kế dùng gái bồi bàn mồi trài rượu do mình thiết kế ra lại bị người khác chơi ngược như vậy. Lại còn bị chơi rất thảm nữa. Anh ta chính là người được xưng có chỉ số thông minh hơn người, một kẻ tính toán như thần tên Thẩm Tuấn Đào nhưng hiện tại thì sao, lại bị người ta chơi khăm lại. Đảo mắt một cái một ngàn vạn đã biến thành một trăm triệu, thương vụ làm ăn này xem ra cũng không tồi nhỉ. Lạc Tú lại tiếp tục mỉa mai. Mà sắc mắt thẩm Nguyệt Mai và thẩm Vũ Nhi cũng khó coi tới đỉnh điểm rồi. Chê cười vậy có hay không? Lạc Tú đột nhiên nhìn về phía thẩm Nguyệt Mai, nói với giọng châm chọc. Nhưng không đợi thẩm Nguyệt Mai kịp đáp lại câu nào, Lạc Tú đã xoay người, nhìn cái túi trước mắt sau đó chậm rãi cầm lên tay tiếp theo lạc tú cầm chiếc túi trong tay nâng nâng lên như thể ước lượng độ nặng ngay sau đó sắc mặt lạc tú đột nhiên trầm xuống giây tiếp theo anh ném cái túi trong tay đi cái vung tay này đã khiến chiếc túi bay thẳng vào mặt bà chủ tức khắc bà chủ kia bị đập ngã ngồi trên mặt đất nhưng vẫn chưa xong bởi vì lạc tú ném ngang nên cái túi vừa vặn bay thẳng mặt thẩm nguyệt mai tức khắc thẩm nguyệt mai cũng mất đà ngã ra đất cậu làm cái gì vậy thẩm vũ nhi đột nhiên lớn tiếng quát ôi cháu không cố ý sao gì không tránh có phải là gì bị ngốc rồi không lạc tú cười khẩy một tiếng nhìn thẩm nguyệt mai ngã trên mặt đất cậu dám đánh tôi thẩm nguyệt mai ngạc nhiên nhìn lạc tú bốp lạc tú phủi tay tát mạnh một bạt tai thẩm vũ nhi muốn chạy lại cản nhưng bị ánh mắt kia của lạc tú dọa sợ đến cả thẩm tuấn đào cũng bị dọa sợ đánh gì hà Đánh gì thì có làm sao? Mẹ tôi bị người ta chê cười gì cũng dám nhìn, dám bày trò bẫy mẹ tôi. Giờ khắc này, khí thế của Lạc Tú cực kỳ đáng sợ, sợ tới mức cả đám người không ai dám ho he động đậy. Tôi chính là chị gái của mẹ cậu đấy." Thẩm Nguyệt Mai che mặt mở miệng nói. "Vậy nên gì hãy tự thấy may mắn đi, nếu không thì hiện giờ thi thể gì đã lạnh cóng rồi." Lạc Tú cười khẩy nói. "Tôi là người họ Thẩm ở Yên Kinh." Chương 314, game kinh dị. Mà đám người lý giải gì rõ ràng cũng chưa kịp phản ứng lại. Nhưng Lạc Tú đã nhìn về phía bà chủ trong tiệm. Muốn nhiều lấy nhiều, muốn ít lấy ít đúng không? Lạc Tú cười khẩy một tiếng, sau đó chạy thẳng ra ngoài hô hào mọi người mấy câu, mới đầu người khác còn tưởng Lạc Tú đang nói giỡn, nhưng đến khi Lạc Tú quăng hai cái túi giá trị mấy chục vạn ra ngoài, ném trên đường, bị ai đó chạy tới nhặt đi, ngay tức khắc, một đám người giống như phát điên bổ nhào tới lao thẳng vào trong tiệm, dọn sạch tất cả đồ vật bên trong. Bà chủ cửa hàng ngơ ngác đứng ở đó nửa ngày không dám nói lời nào, cả người phục vụ kia cũng không kém, một tiếng cũng không dám hó hé. Dẫu sao thì mới vừa rồi Lạc Tú còn dám ra tay đánh người nhà họ thẩm, mà bọn họ chỉ là chó săn nhà họ thẩm mà thôi, làm gì dám nói chứ. Hơn nữa mới vừa nãy thôi, chính miệng bà chủ đã nói như vậy, trong chuyện này bọn họ không chiếm lý nổi. Người ta thật sự mua nổi, hơn nữa số tiền trong tay người ta đối với người thường mà nói là một con số trên trời nhưng khi nhìn thấy mình bị tổn thất nhiều tiền như vậy trong lòng bà chủ đã dỉ máu bà ta hối hận vô cùng nhưng lại không thể làm gì về phần thẩm nguyệt lan bà lại càng thấy đứa con trai này của mình trông thuận mắt hơn tiểu tú cái tính khí này con học từ ai vậy thẩm nguyệt lan đứng một bên đã sớm cười không khép được miệng Suốt cuộc thì dù có được tu dưỡng tốt đến đâu cũng có lúc bị chọc giận, cách làm vừa rồi của lạc tú tuy có chút cực đoan, nhưng cũng rất hả giận. Mẹ, có một số chuyện đợi sau này mẹ sẽ hiểu rõ. Lạc tú cười cười, đợi đến khi thẩm Nguyệt Lan khôi phục ký ức, e là bà sẽ không cảm thấy những chuyện này kỳ quái nữa. Dẫu sao thì lúc ấy lạc tú cũng ra tay ngay trước mặt bà, đánh bọn người vu vương như đánh chó, hơn nữa chẳng phải lúc ấy lạc tú còn trải qua chuyện giang giật phi răng bẫy đó sao. Lý Giai Di đứng một bên, mặc dù suy nghĩ của cô ta về lạc tú hơi thay đổi, nhưng nội tâm vẫn có chút gì đó lo lắng và bất an. Người nhà họ Thẩm có thể dễ dàng chiêu chọc vậy sao? Đợi đến sau khi mấy người rời khỏi cửa hàng, Lý Giai Di mới cố ý đi tới bên cạnh lạc tú, mở miệng nói: "Lạc tú, tôi cảm thấy tốt nhất anh vẫn nên đi nói lời xin lỗi với Thẩm Tuấn Đào và dì Nguyệt Mai đi. Tại sao lại muốn tôi chạy theo xin lỗi bọn họ?" Lạc tú lắc đầu nói lạc tú anh không biết đám người nhà họ thẩm kia khủng bố đến mức nào đâu hôm nay anh đắc tội với bọn họ còn ra tay đánh gì nguyệt mai bọn họ sao có thể để yên lý giai di đi bên cạnh giải thích chẳng phải tôi đã nói rồi đấy sao dù bọn họ có để yên chuyện này thì tôi cũng sẽ không để yên mà ý của anh là anh còn muốn tìm bọn họ gây phiền toái hàng lông mày của lý giai di nhếch lên anh cũng không coi ai ra gì quá rồi đấy anh đừng tưởng rằng hôm nay có thể chiếm chút tiện nghi từ họ là nghĩ có thể đủ sức chống lại nhà họ thẩm anh có biết địa vị và thế lực của nhà họ thẩm ở yên kinh không chưa nói đến nhà họ thẩm chỉ nguyên thế hệ mấy người trẻ tuổi nhà họ thẩm thôi cũng không phải người mà anh có thể chọc vào rồi lý giai di không phục mở miệng nói kỳ thật cô ta đã có chút khắc chế có một số chuyện cô ta không dám nói thẳng ra đi tìm nhà họ thẩm gây phiền toái ư yên kinh làm gì có ai dám nói ra những lời trắng trợn táo bạo như vậy đâu chứ người ta chỉ tùy tiện động tay thôi là cũng có thể nghiền chết anh được đấy cô dựa vào cái gì mà kết luận tôi không đủ trình chọc vào nhà họ thẩm nói thật tôi thật lòng cảm ơn ý tốt muốn nhắc nhở của cô nhưng thứ hèn hạ như nhà họ thẩm đó trong mắt tôi chẳng là thá gì cả lạc tú ngạo nghễ mở miệng nói đây là sự thật trong mắt lạc tú anh thật sự chẳng coi nhà họ thẩm ra gì lý giai di hừ lạnh một tiếng vừa định mở miệng phản bác thì lý anh anh đã mở miệng nói giai di hai đứa đứng phía sau thì thầm cái gì đấy mau tới giúp bọn ta cầm túi lạc tú nhanh chóng bước tới lý giai di nhìn bóng dáng lạc tú không nhịn được mà lắc đầu không để nhà họ thẩm vào mắt sao anh làm gì có tư cách mấy người thuộc thế hệ trẻ tuổi của nhà họ thẩm trong đó còn có một tên quái vật anh ta căn bản không phải con người bình thường thật sự rất rất đáng sợ. Quả thực chính là một đám quái vật, nhưng người thuộc lớp thế hệ trẻ nhà họ thẩm đó lại có thể hô mưa gọi gió. Lý Giai Di thở dài một tiếng, nếu không khuyên được Lạc Tú, vậy thì đợi tới khi Lạc Tú tự mình lĩnh giáo, xem đến lúc đó anh còn dám nói như vậy nữa hay không. Loại quái vật đó, người dù có lợi hại đến đâu cũng không chơi nổi anh ta. Mà ở một nơi khác, tại biệt thự cao cấp nhà họ thẩm, Tên láo tuét đó thật sự đánh con ư. Nó còn dám nói như vậy? Thẩm Thiên Quân hừ lạnh một tiếng. Theo lý thuyết Lạc Tú tốt xấu gì cũng là cháu trai của ông ta, nếu đã tới Yên Kinh rồi, mặc kệ là thế nào, ông ta cũng phải đi xem chút. Nhưng đến giờ ông ta vẫn chưa từng đi. Vì cái gì? Bởi vì ông ta căn bản không muốn thừa nhận đứa cháu này. Giờ phút này lại nghe Thẩm Nguyệt Mai kể còn thêm mắm thêm muối, tức khắc cơn giận dữ trong lòng ông ta lại càng dữ dội hơn. Được đợi mấy ngày nữa tôi hết bận rồi tôi sẽ đích thân đi gặp cậu ta tôi muốn nhìn xem rốt cuộc cậu ta có thể kiêu ngạo tới mức nào xem dũng cảm đến đâu mà dám mạnh miệng nói gây khó dễ cho nhà họ thẩm ta thẩm thiên quân hừ lạnh một tiếng một thằng nhóc được nuôi dưỡng tại một thị trấn nhỏ ở nông thôn mà giờ lại dám công khai thách thức nhà họ thẩm sao năm đó nếu không phải ông ta mềm lòng thì tên hỗn láo này đã chết từ lâu rồi được rồi nguyệt mai con cũng đừng vì chuyện này mà nổi giận làm gì đúng rồi chuyện bô kêu con đi hỏi thăm về nhà giàu số một kia thế nào rồi sao bố lại nghe nói người ta đã tới yên kinh rồi thẩm thiên quân vừa chuyển chủ đề lại bắt đầu nhọc lòng về tương lai nhà họ thẩm chuyện mượn sức nhà giàu số một chính là chuyện quan trọng nhất đối với nhà họ thẩm bọn họ nếu để mấy gia tộc khác đoạt trước có thể nhà họ thẩm sẽ gặp nguy hiểm suy cho cùng trên đời này bất kể quyền lực của bạn lớn đến đâu địa vị bạn cao thế nào cuối cùng thì tiền tài mới chính là cơ sở không có tiền tài đến cơm cũng chẳng có mà ăn mà thẩm tuấn đào lại đi tới một căn phòng nhỏ làm sao vậy tuấn đào một người sắc mặt tái nhợt quầng thâm mắt rất nặng mở miệng nói thậm chí xung quanh anh ta còn tỏa ra một loại khí lạnh u ám không có người nào nguyện ý tới gần hoặc là dựa vào anh ta thất thủ chúng ta đều xem thường cậu ta rồi thẩm tuấn đào siết chặt tay thành nắm đấm. Nhưng tiếp theo, thôi bỏ đi tuấn đào, cứ để anh trực tiếp ra tay là được rồi, chỉ cần kéo cậu ta vào trong trò chơi đó, cậu ta sẽ không sống qua nổi một đêm đâu. Người đàn ông với sắc mặt tái nhợt kia cười âm hiểm. chương 315, Huyết tộc Căn phòng mà Thẩm Nguyệt Lan ở là trong một khu chung cư cũ có quy mô khác nhau. Cũng may là không có phá bỏ và di rời, chỉ cần quét tước một chút là được, Lạc Tú vẫn luôn đề nghị là mua một căn nhà riêng biệt, nhưng Thẩm Nguyệt Lan lại có chút luyến tiếc. Đoàn người bận việc nửa ngày, cuối cùng cũng thu dọn sạch sẽ nhà ở, Thẩm Nguyệt Lan thuận đường mang một ít đồ ăn về, sau khi thu dọn sạch sẽ thì bắt đầu nấu cơm. Lý Anh Anh và Lý Gia Di tất nhiên cũng sẽ ở lại ăn cơm cùng hai người, chỉ có điều, những lời nói hôm nay khiến trong lòng Lý Gia Di rất không thoải mái, cho nên từ đầu đến cuối cô ta đều không hé răng. Mà Lý Anh Anh thì ngược lại, giống như mẹ vợ xem con rể, càng nhìn càng thấy thuận mắt, đến nỗi thẩm Nguyệt Lan phải kêu gào muốn mang Lạc Tú đi mai mối. Đối với chuyện Lý Anh Anh muốn tác hợp cho Lý Giai Di và Lạc Tú, thẩm Nguyệt Lan vẫn còn giả ngây giả dại, ra vẻ như không biết. Làm xong đồ ăn, còn chưa kịp bắt đầu dùng bữa, ngoài cửa đã có tiếng người gõ cửa. Lý Giai Di ra mở cửa thấy người mới tới, suýt chút nữa sợ tới mức nhảy dựng lên muốn trốn sang bên cạnh. Đứa con trai thứ tư của ông thẩm Thẩm Tuấn Phong cũng chính là người không phải người thường mà Lý Gia Di nói. Toàn bộ người nhà họ Thẩm không có ai thích Thẩm Tuấn Phong, bao gồm cả ba mẹ anh ta. Bởi vì anh ta thật sự chính là một con quái vật biến thái, từ nhỏ tới lớn đã rất quái dị, có cảm giác không hợp với tất cả mọi người, nhất cử nhất động của anh ta đều có sự khác biệt rất lớn so với người bình thường. Anh ta chỉ ở trong phòng, nửa đêm thường xuyên sẽ kêu gào vô cùng thảm thiết, nhưng khi mở cửa ra, lại chẳng nhìn thấy cái gì mà điều quan trọng chính là, nhưng nơi anh ta xuất hiện thường xảy ra án mạng. Nếu chỉ trùng hợp xuất hiện ở một hai vụ thì không sao, nhưng phải có đến hai ba mươi án mạng xảy ra đều có sự xuất hiện của anh ta, như vậy có hơi không lý giải nổi. Có điều, những vụ án mạng đó thật sự không hề có liên quan gì tới anh ta, cho nên người ta càng coi anh ta như một con quạ đen chuyên mang tới điều đen đủi Là một kẻ tượng trưng cho cái chết, người phát ngôn của tử thần. Nhân vật như vậy đương nhiên sẽ không có người thích, nhưng bạn bè của anh ta lại có rất nhiều, trải rộng khắp nơi trên thế giới, thậm chí là ngay cả những nơi anh ta chưa từng đặt chân tới bao giờ như London và La Ma. Nhưng bỗng một ngày lại có bạn bè tốt từ bên đó tới đây tìm gặp anh ta, mà sau khi gặp mặt anh ta rồi thì lại giống như anh em tốt đã từng vào sinh ra tử với nhau vậy. Thậm chí còn có những người từ tận bên Ai Cập tới tìm anh ta. Hiển nhiên, trên người Thẩm Tuấn Phong có một số bí mật mà người bình thường không thể lý giải nổi. Nhìn thấy người tới là Thẩm Tuấn Phong, Lý Gia Di dứt khoát giữ nguyên một bản mặt, đến chào hỏi cũng không thèm chào. Mà Thẩm Tuấn Phong dường như đã quá quen với việc người khác đối xử với anh ta bằng thái độ như vậy, thậm chí còn không thèm để ý dù chỉ một chút. Lý anh anh thì ngược lại, bà ấy nhìn thoáng qua, dù gì cũng là con cháu, không thể quá phận nên chào hỏi chút. Mà Thẩm Nguyệt Lan đương nhiên cũng chào hỏi. Dì Nguyệt Lan, cháu tới để thay mặt Tuấn Đào và dì Nguyệt Mai xin lỗi gì. Thẩm Tuấn Phong mở miệng nói. Ha ha, chuyện đã qua thì không cần nhắc lại nữa. Thẩm Nguyệt Lan khéo léo lảng tránh vấn đề này. Đây là em tiểu tú đúng không? Thẩm Tuấn Phong thấy Thẩm Nguyệt Lan không phản ứng lại anh ta, nên đã di rời sự chú ý sang lạc tú. Xin chào, lần đầu gặp mặt, hy vọng chúng ta có thể sống vui vẻ hoàn thuận với nhau. Đúng rồi, anh tới đưa cậu một món quà. Thẩm Tuấn Phong đột nhiên lấy từ trong lồng ngực ra một món đồ. Đó là một miếng ngọc bội, thoạt nhìn trông được làm khá đơn sơ, rất là thô ráp, chỉ to bằng ngón cái. Kỳ thật, khoảnh khắc Thẩm Tuấn Phong vừa bước vào cửa, Lạc Tú đã chú ý tới anh ta, hơn nữa, thứ làm Lạc Tú kinh ngạc chính là, tên Thẩm Tuấn Phong này thế nhưng không phải một người. Khả năng người thường không nhìn ra, nhưng Lạc Tú lại có thể nhìn ra. Huyết tộc phương Tây. Điều này khiến Lạc Tú có chút kinh ngạc có điều anh ta nửa người nửa huyết tộc, chưa kể huyết mạch còn rất pha tạp. Còn lâu mới có thể so sánh được với huyết tộc chân chính. Dù là võ giả phương đông cũng được, hay là người tu tiên cũng chẳng sao, đều lấy khí làm cơ sở, ví dụ như võ giả cần tu luyện nội kinh, người tu tiên cần tu luyện linh khí. Mà chưa kể, bên phương Tây người ta chú trọng coi tinh thần lực và linh hồn lực là cơ sở. Có điều, chỉ là điểm xuất phát có chút bất đồng mà thôi, cuối cùng người tu tiên cũng sẽ đề cập đến cấp độ tinh thần lực và linh hồn lực. Sau đó, Lạc Tú nhìn thoáng qua miếng ngọc bội kia. Anh duỗi tay định nhận lấy, nhưng lúc này, một bàn tay khác lại ngăn cản Lạc Tú. Đó là tay Lý Giai Di. Món quà này không được đẹp lắm, đổi cái khác đi. Lý Giai Di đưa mắt ra hiệu với Lạc Tú. Em Giai Di nói cái gì vậy chứ? Đây chính là món quà của một người bạn Indian đưa, cực kỳ hiếm đấy. Thẩm Tuấn Phong cười cười. Mà Lạc Tú cũng xem nhẹ ánh mắt của Lý gia Di, duỗi tay nhận lấy miếng ngọc bội kia. Miếng ngọc bội này chắc chắn có vấn đề, nhưng nó lại làm giấy lên lòng hiếu kỳ bên trong Lạc Tú. Cho nên Lạc Tú mới duỗi tay nhận lấy. Khoảnh khắc Lạc Tú chạm vào, trong mắt Thẩm Tuấn Phong xẹt qua một tia châm chọc và nụ cười khẩy chợt lóe rồi biến mất. Như thể là mục đích đã đạt được vậy. Mà một khắc Lạc Tú cầm lấy miếng ngọc bội kia, anh phát hiện trên miếng ngọc bội này có một năng lượng kỳ dị dao động và ngay lập tức tiến hành rồi đánh dấu anh. Lạc Tú, Lý Giai Di bỗng nhiên hô to một tiếng, giành lại miếng ngọc bội kia, sau đó ném thẳng ra ngoài cửa sổ. Đi, đi khỏi đây nhanh cho tôi, Lý Giai Di chỉ vào cửa. Thẩm Tuấn Phong cũng không có nổi giận, dù sao thì anh ta cũng đã đạt được mục đích rồi. Cũng không hé răng nói chuyện, đứng dậy rồi lập tức rời đi mà Lý Giai Di thì chừng mắt liếc lạc tú một cái, sau đó thở phì phì ngồi xuống. Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí có phần gượng gạo. Cơm nước xong xuôi, Thẩm Nguyệt Lan và Lý Anh Anh đi thu dọn bát đúa, lúc này Lý Giai Di mới mở miệng nói chuyện với lạc tú. Tôi vừa mới cứu anh đấy, anh có biết không hả? Lý Giai Di tức giận mở miệng nói. Ồ, lạc tú nhướng mày. E là anh không biết, mấy năm nay tên quái thai thẩm tuấn phong đó đã đi tặng bao nhiêu miếng ngọc bội đó rồi. Nhưng mà những người được tặng đó, 10 người thì không hiểu sao 9 người đều chết cả. Lý Giai Di hừ một tiếng. Mấy năm nay thẩm tuấn phong thật sự đã đem tặng rất nhiều miếng ngọc bội, nhưng nó giống như một lá bùa đòi mạng, dường như mấy người lấy miếng ngọc bội đó xong đều sẽ phải chết oan chết uổng, chết vì chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Chuyện này thẩm Nguyệt Lan sống bên ngoài quanh năm đương nhiên sẽ không biết, nhưng dẫu sao thì Lý Giai Di cũng có mối quan hệ với bọn họ, nên ít nhiều cũng nghe nói qua. Audio điện tử võ tấn bền chương 316, Bí cảnh thí luyện Lẽ ra chuyện cưỡng ép truyền tống như này sẽ không xảy ra trên trái đất ngày nay, bởi vì trước mắt trên trái đất không có bao nhiêu trận pháp, nên nhà anh không thể nào xuất hiện trận pháp một cách vô duyên vô cớ như vậy được. Nhưng bây giờ anh thật sự đã bị cưỡng ép truyền tống, nhưng sau đó Lạc Tú nhận ra, có lẽ chỉ có ý chí tinh thần của anh là bị cưỡng ép truyền tống, chứ thân xác của anh vẫn còn ở trong căn phòng đó. Quả nhiên, năng lượng kỳ lạ trên miếng ngọc bội kia thật thú vị. Chuyện này cũng tương tự như một giấc mơ hoặc một nơi không gian tâm linh khác. Giống như Lạc Tú đã từng giải thích với Lam Thục Đoan rằng, trên trái đất có rất nhiều nơi mà con người không thể nào nhìn thấy hoặc tiến vào. Nhưng không có nghĩa là những nơi đó không tồn tại. Trước mắt là sa mạc nhấp nhô không nhìn thấy điểm cuối mặt trời chó trang ở trên đầu khiến con người cực kỳ nóng bức. Có lẽ là vì cắt bụi, nên nhìn bầu trời có vẻ cực kỳ mờ nhạt. Hơn nữa không chỉ có một mình lạc tú mà xung quanh còn có rất nhiều người. Có mấy người tỏ vẻ kinh ngạc, không biết mình đã làm gì sai, như thể không biết chuyện gì đang diễn ra, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, sợ hãi và bất an. Nhưng có mấy người dường như đã sớm chuẩn bị tâm lý, chẳng hề tỏ vẻ căng thẳng. Tổng cộng có mười mấy người, hơn nữa phong cách ăn mặc cũng không thuộc thời đại này, mà giống thời đại 50-60. Sau đó trên trời xuất hiện một hàng chữ: Muốn sống tiếp thì mau bảo vệ Bành Gia Lâm, bằng không sẽ chết. Thật thú vị, Lạc Tú cười thầm, chuyện này giống như bí cảnh thí luyện lúc anh còn ở tiên cảnh. Hơn nữa Bành Gia Lâm ư? Cái tên rất quen thuộc, Lạc Tú ngẫm nghĩ một lát mới nhớ ra, chẳng phải đây là nhân vật chính trong câu chuyện Song Ngư Ngọc bội hay sao? Vào những năm 50-60, ở Bắc Cương Hoa Hạ đã xảy ra một vụ tai nạn thám hiểm khoa học khiến người nghe kinh hãi. Lúc đó, có người mang về một miếng ngọc bội từ Tân Cương, vốn tưởng rằng đây chỉ là miếng ngọc bội bình thường, nhưng lúc nghiên cứu đã bất cẩn để miếng ngọc bội tiếp xúc với một con cá. Sau đó một chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Bởi vì một con cá giống y hệt đã xuất hiện, không ngờ miếng ngọc bội lại sao chép một con cá khác. Sau đó Nhóm nghiên cứu khoa học lại tiến vào đây để khảo sát, lúc đó người dẫn đầu là giáo sư Bành Gia Lâm, nhưng vì lúc đó điều kiện khó khăn, nguồn nước bọn họ mang theo không thể nào đủ uống trong sa mạc. Do đó giáo sư Bành vừa tìm kiếm người chi viện, vừa dẫn người đi tìm nguồn nước trong sa mạc. Nhưng cuối cùng, giáo sư Bành lại mất tích. Sau đó bộ đội đã tiến hành truy quét nơi này, nhưng không tìm thấy gì. Lúc đó có người đồn đại rằng ở đây đã xuất hiện một lượng lớn người gương hàng chục vạn người được sao chép. Tại sao lúc đó ở Hoa Hạ lại muốn thử nghiệm bom hạt nhân ở đây? Rõ ràng, đây là vấn đề đáng để suy ngẫm. Có lẽ đây chính là trò chơi mô phỏng lại thời điểm đó. Ha ha, các tân binh, chào mừng các bạn đến với trò chơi đáng sợ. Một giọng nói bỗng vang lên, đó là một người đàn ông dâu xồm xoàm, trông rất cao lớn vạm vỡ, vẻ mặt chế diễu, tên là Chu Cương, rõ ràng anh ta không phải là lần đầu tiên trải qua chuyện này trò chơi gì thế rõ ràng một thanh niên khác vẫn chưa thể chấp nhận những gì đang diễn ra trước mắt trò chơi đáng sợ mặc kệ mọi người đang làm gì trong hiện thực nhưng kể từ giờ phút này mọi người đều phải cẩn thận bởi vì nếu mọi người chết ở đây thì ở hiện thực mọi người cũng sẽ chết chu cương nói là sao một cô gái buộc tóc đuôi ngựa hỏi có nghĩa là ở đây cô cần phải nỗ lực để sống tiếp sau đó tuân theo quy tắc của trò chơi nếu nhiệm vụ mà trò chơi giao cho cô bị thất bại cô sẽ chết. Nếu cô phá vỡ quy tắc của trò chơi, cô cũng sẽ chết. Một thanh niên mặt ngựa giải thích, tên của anh ta là Trần Hiên. Đúng là trò chơi nhảm nhí, bà đây còn phải đi hộp đêm sang chảnh, đây chỉ là trò lừa mà thôi. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa hừ lạnh. Tôi không muốn chơi với mấy người nữa. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa khinh thường nói, rồi dứt khoát lựa chọn rời đi. Nhưng không có ai lựa chọn rời đi cùng cô ta, dù gì gặp phải chuyện này, tất nhiên có người dẫn dầu mới là chuyện tốt bọn họ cứ đợi xem kết quả trước đã cô gái đó đi rất xa cho đến khi cô ta sắp biến mất trong tầm mắt của mọi người mới có người muốn đi theo nhưng giây tiếp theo cả người cô gái nhất thời biến thành cát tan biến trong sa mạc cứu tôi với cứu tôi với một tiếng hét kinh hãi vang lên cả người cô gái hóa thành cát vàng rồi tan biến mọi người đừng nghi ngờ gì nữa có lẽ bây giờ ở thế giới thực cô ta đã chết một cách đột ngột Chu Cương cười khẩy, rõ ràng chuyện này vẫn chưa đủ sức săn đe, nên vẫn có người cười khẩy. Ông đây là thủ lĩnh của khu vực Tây Nam, bất kể bây giờ là tình huống gì, tốt nhất là cậu hãy cho tôi một lời giải thích. Một người đàn ông trung niên dứt khoát đi tới trước mặt, túng lấy cổ áo của Chu Cương. Ở khu vực Tây Nam, ông đây có hơn một vạn thuộc hạ, nếu hôm nay cậu không cho tôi một lời giải thích thỏa đáng, mặc kệ cậu là người nơi nào, tôi cũng sẽ khiến cả nhà cậu phải chết người đàn ông trung niên đe dọa được vậy thì tôi sẽ giải thích với ông phập một con dao găm đâm thẳng vào bụng người đàn ông trung niên sau đó chu cương còn rạch sang ngang không chỉ có máu mà ngay cả ruột cũng chảy ra ngoài chu cương đẩy đầu của người đàn ông trung niên kia trên mặt người đàn ông trung niên hiện lên vẻ không dám tin từ từ ngã xuống đất quy tắc thứ hai của trò chơi chính là có thể tùy ý giết người chu cương nở nụ cười tàn nhẫn Lạc Tú đứng khoanh tay quan sát, có lẽ Chu Cương không hề nói dối, bởi vì hai người vừa mới chết đã hồn bay phách tán. Rõ ràng hai người này đã chết thật rồi. Lạc Tú nhất thời hiểu rõ, có lẽ đây là một nơi thần bí nào đó trên trái đất, hoặc đạo thống thần bí nào đó đã dùng ngọc bội để cưỡng ép kéo người khác vào một bí cảnh, tiến hành thí luyện. Chương 317, người gương. Một đám người đi theo sau, thậm chí có người còn bắt chuyện với Chu Cương và Trần Hiên. Rõ ràng bây giờ nếu muốn sống tiếp thì phải ôm chặt hai chiếc đùi này, bằng không bọn họ không thể sống hết hôm nay. Ha ha, người anh em, tôi là con trai của nhà bất động sản ở Xuyên Tây. Nếu tôi có thể thoát khỏi ảo giác chết tiệt này, anh hãy cho tôi số tài khoản của anh, tôi nhất định sẽ chuyển cho anh 100 vạn để tạ ơn. Đợi cậu có thể sống sót ra ngoài rồi hãng nói đi. Chu Cương mỉm cười. Lần này, ngoài anh ta, Trần Hiên và một người phụ nữ ra, thì tất cả đều là người mới, rõ ràng bọn họ mới là nhân vật then chốt để rời khỏi đây một cách an toàn thật ra người mới cũng có lợi dụng đôi chút nhưng trần hiên lại nháy mắt ra hiệu với anh ta hình như chu cương đã ngầm hiểu nên từ tốn nói tiếp cậu muốn sống cũng được thôi nhưng phải nghe lời chúng tôi tất nhiên sau khi quay về nhất định phải tạ ơn chúng tôi ba bốn người nhất thời ngầm hiểu đồng loạt báo giá sau đó lại có thêm hai người báo giá cho đến cuối cùng ngoài lạc tú ra thì chỉ còn lại hai cô gái và một người đàn ông là không lên tiếng rõ ràng ở hiện thực một là bọn họ không có tiền hai là không muốn đưa đám người chu cương nhìn thẳng về phía ba người lạc tú còn bốn người thì sao chu cương vừa đi vừa hỏi đại ca nhà em không có tiền người đàn ông đó tên là đường hạo tôi cũng không có tiền một phụ nữ ở trong đó đáp tên của cô là lê mỹ tư cô có thể dùng thân xác của mình Trần Hiên lộ ra vẻ mặt cô hiểu rồi đấy. Lê Mỹ Tư cau mày, dáng vẻ như sắp nổi giận, nhưng bị một cô gái đứng bên cạnh kéo lại. Bây giờ mọi người mới chú ý tới, hóa ra Lê Mỹ Tư vô cùng xinh đẹp, gương mặt nhỏ như quả trứng ngỗng, sống mũi rất cao, ngay cả đôi môi cũng cực kỳ gợi cảm. Ngũ quan tương xứng, có thể nói là vô cùng hoàn hảo. Nếu mấy người Lam thuộc đoan có thể đạt điểm 10, chắc chắn Lê Mỹ Tư có thể vượt qua điểm 10, là người đẹp tuyệt trần được 12 điểm. Chẳng qua là vì lúc nãy mọi người đều ở trong tình huống đột ngột, không chú ý đến điều này nên mới phớt lờ. Bây giờ mọi người đều đã bình tĩnh lại, hầu như đều đứng về phe của Chu Cương, ai cũng thèm nhỏ dãi trước Lê Mỹ Tư. Thấy Lê Mỹ Tư cau mày, Chu Cương cười khẩy, cô không đồng ý cũng không sao, đợi lát nữa, vì tính mạng, cô cũng sẽ đồng ý mà thôi. Còn cô gái đi bên cạnh Lê Mỹ Tư, trông không xinh cho lắm, nhưng luôn tỏ thái độ cao cao tại thượng còn anh thì sao chu cương nhìn về phía lạc tú tôi không cần anh không cần ư rõ ràng chu cương hơi sửng sốt khi nghe thấy câu trả lời này đây là lần đầu tiên có người nói như vậy đợi lát nữa mấy người lại tới cầu xin tôi sẽ không còn mức giá này nữa chu cương cười khẩy nếu không có người cũ dẫn dắt thì đám người mới này gần như rất khó sống tiếp hơn nữa ở đây giết người cũng không phạm pháp nếu bọn họ muốn thì không ai trong đám người mới này có thể rời đi Đại Ca Chu, nếu có người không muốn sống tiếp thì chúng ta cần gì phải lo chuyện bao đồng. Tên béo này họ Vương, bây giờ mọi người đều bắt đầu gọi anh ta là Vương béo. Nhất thời mọi người chia làm hai phe, một phe là đám người Chu Cương, vì muốn sống tiếp mà hứa hẹn sẽ trả tiền cho Chu Cương, phe còn lại là bốn người Lạc Tú. Đám người Chu Cương đi phía trước, còn bốn người Lạc Tú thì đi phía sau. Mọi người đã bắt chuyện lẫn nhau, nên cũng hiểu sơ sơ biết được họ tên của mọi người nghe này tôi tên là trương tuyết nếu mấy người vẫn muốn sống thì bây giờ phải nghe theo sự chỉ huy của tôi cô gái luôn giữ im lăng bên cạnh lê mỹ tư bỗng lên tiếng tôi không cần tiền cũng không cần mấy người phải trả bất kỳ giá nào nhưng bây giờ mấy người cần phải nghe theo sự chỉ huy của tôi mới được trương tuyết bổ sung cô ta là giám đốc một công ty bình thường đã quen vinh mặt hất hàm sai khiến rồi cho dù lúc này cũng mang dáng vẻ cao cao tại thượng lê mỹ tư và đường hạo gật đầu dù gì bây giờ có người dẫn đầu cũng đỡ hơn không có còn anh thì sao trương tuyết nhìn lạc tú tôi không cần lạc tú vẫn nói ba chữ này thậm chí anh còn chẳng quan tâm đến luật chơi ở đây thì làm sao có thể lo lắng sẽ không thoát ra được nếu lạc tú muốn e rằng bây giờ anh vẫn có thể ra ngoài ngay nhưng xuất phát từ lòng hiếu kỳ nên lạc tú vẫn muốn tìm hiểu thêm một chút dù gì chuyện này cũng do đạo thống nào đó trên trái đất tạo ra sớm muộn gì cũng có một ngày mình sẽ tiếp xúc với mấy đạo thống này tất nhiên phải hiểu rõ một chút nhưng câu nói của lạc tú lại khiến trương tuyết nhướng mày bình thường cô ta rất hung hăng đâu có nhân viên cấp dưới nào không dám nghe lời cô ta anh phải nghĩ cho kỹ nếu anh không đồng ý đợi lát nữa anh gặp nguy hiểm gì thì chúng tôi cũng mặc kệ anh trương tuyết lạnh lùng nói lạc tú nếu không thì anh cũng gia nhập vào đi lê mỹ tư vừa mới trò chuyện đôi câu với lạc tú cảm thấy lạc tú cũng rất tốt. Hơn nữa bây giờ, chỉ còn lại bốn người chúng ta thuộc một phe, thêm một người cũng thêm một phần sức mạnh mà. Lê Mỹ Tư lên tiếng khuyên nhủ. Muốn tôi gia nhập vào cũng được, lát nữa mọi người đều phải nghe lời tôi. Lạc Tú nói, anh có thể bảo đảm an toàn cho bản thân, tất nhiên cũng có thể bảo đảm an toàn cho người khác. Hừ, hóa ra là anh muốn làm thủ lĩnh. Trong hiện thực anh làm nghề gì? Trương Tuyết bỗng hừ lạnh. Anh có kinh nghiệm quản lý không? Anh đã từng dẫn dắt đoàn đội hay chưa? Trương Tuyết hỏi dồn dập. "Không có." Lạc Tú lắc đầu đáp. "Ồ, vậy anh dựa vào điều gì mà bảo chúng tôi phải nghe lời anh?" Trương Tuyết chất vấn. "Dựa vào chuyện tôi có thể giúp mọi người sống sót thoát ra ngoài." Lạc Tú nói. "Ha ha, thật ngại quá, tôi thấy anh hoàn toàn không có có năng lực đó, bởi vì anh chỉ là người mới." Trương Tuyết châm chọc. "Hơn nữa thật ngại quá." mặc dù tôi cũng là người mới, nhưng tôi đã từng trải nghiệm một lần. Trương Tuyết nói tiếp, đây mới là chỗ dựa lớn nhất của cô ta, cô ta đã từng trải nghiệm trò chơi kiểu này một lần. Mặc dù không thể so bì với đám người cũ Chu Cương, nhưng chắc chắn không ngây thơ như đám người mới Lạc Tú. Rõ ràng phe của Chu Cương cũng nghe thấy câu nói của Lạc Tú. Đọc thêm các chương mới tại trùm vn Ha ha, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy một người mới đòi làm người dẫn đầu đấy e rằng bây giờ anh còn chưa hiểu rõ trò chơi này, vậy mà còn đòi làm người dẫn đầu. Trần Hiên cũng đi bên cạnh cười gần. Bảy tám người mới bên phe của Chu Cương cũng lắc đầu, lộ ra vẻ mặt khinh thường. Rõ ràng câu nói của Lạc Tú đã khiến bọn họ cảm thấy hơi nực cười. Lạc Tú cũng chẳng muốn tranh cãi với đám ngu xuẩn này, mà dứt khoát quay đầu bỏ đi. Này, Lạc Tú, Lê Mị Tư định đuổi theo. Bỏ đi, nếu anh ta muốn tìm đường chết thì cứ để anh ta tự sinh tự diệt đi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy người nào có thể sống sót một mình trong trò chơi này. Trương Tuyết ra vẻ nói. chương 318, lừa gạt lẫn nhau. Biến cố này đến quá đột ngột, mọi người đều không kịp phản ứng lại, như thể mới chắc mắt đã xuất hiện thêm một người, hơn nữa hai người vừa gặp đã đánh nhau. Lần này mọi chuyện đã trở nên hơi rắc rối. Đa số những người có mặt tại đây đều biết chút ít về câu chuyện song ngư ngọc bội, dù gì tin tức trên mạng cũng từng đưa tin này. Nói vậy là ban nãy, giáo sư Bành đã được sao chép, hơn nữa chỉ có một người là thật. Nhưng điều khiến mọi người cảm thấy phiền phức là mọi người đều không hiểu rõ về giáo sư Bành, nên không thể nào phân biệt được ai mới là giáo sư Bành thật. Dù gì đám người Chu Cương cũng có kinh nghiệm, nhanh chóng dẫn người tách hai giáo sư Bành ra. Hình Như Trương Tuyết cũng có chút đầu óc, bắt đầu đi tới giành người. Mỗi phe một người, tách hai giáo sư bành ra. Lần này mọi người liếc nhìn nhau, bởi vì cả hai giống nhau như đúc, mặc kệ là phong cách ăn mặc hay thần thái đều không thể phân biệt được. Chuyện này có hơi rắc rối. Chu Cương cũng sừng sốt, rõ ràng cũng không ngờ, vừa bước vào đã gặp phải chuyện phiền phức như vậy. Nhưng Chu Cương và Trần Hiên không tự mình ra tay, mà bảo mấy người khác làm chuyện này. Trương Tuyết liên tục quan sát điểm khác biệt trên người hai giáo sư bành, như muốn nhìn thấu ai mới là người giả. Giữa sa mạc trống trải, mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Nhưng phe của Chu Cương bắt đầu có người chết. Bây giờ hễ là người vừa mới chạm vào giáo sư Bành, đều bắt đầu ho khan. Cổ họng của mọi người cuồn cuộn, âm thanh vô cùng bén nhọn, như thể có thứ gì đó sắp trào ra khỏi cổ họng. Quệ, máu tươi, nội tạng, ruột bắt đầu trào ra khỏi miệng mấy người đó. Rõ ràng trên đồi cát vàng, máu và mấy thứ đó trông cực kỳ chói mắt ngoại trừ Chu Cương và Trần Hiên, hầu như người ở trong phe bọn họ đều chết hết. Từng người lần lượt ngã xuống đất. Hai người đã sớm biết rồi đúng không? Trương Tuyết biến sắc, vẻ mặt của hai người Lê Mị Tư cũng hơi khác thường. Rõ ràng lúc nãy bọn họ cố ý để mấy người đó chạm vào giáo sư bành kia. Ha ha, như vậy mới vui chứ. Chu Cương cười gần, ngay từ đầu bọn họ đã không có ý định giúp đỡ ai. Quy tắc thứ ba trong trò chơi, đừng bao giờ tin tưởng bất cứ ai. Trần Hiên cười khẩy, vừa dứt lời, Lê Mỹ Tư và Đường Hạo nhanh chóng lùi lại một bước, thay đổi sắc mặt nhìn Trương Tuyết. Hai người đừng nghe bọn họ nói bậy, cẩn thận chúng kế. Trương Tuyết lạnh lùng nói. Quả thực, lời nói của Chu Cương và Trần Hiên vốn không đáng tin, rất có khả năng bây giờ bọn họ nói ra câu này là cố ý lừa gạt người khác. Nhưng Lê Mị Tư và Đường Hạo vẫn hơi sợ hãi. "Đừng quên ban nãy tôi đã cứu sống hai người." Trương Tuyết đứng bên cạnh nói với lời nhắc nhở này đường hạo do dự một lát nhưng vẫn đi về phía trương tuyết còn lê mỹ tư vẫn đang do dự cuối cùng lê mỹ tư dứt khoát hạ quyết tâm chạy thẳng đến bên cạnh lạc tú cô đã đưa ra lựa chọn rất chính xác lạc tú khẽ cười nói tôi có thể bảo đảm cho cô sống sót lạc tú vỗ vai lê mỹ tư nói anh ta cũng là người mới hơn nữa anh ta không có năng lực bảo đảm cô có thể sống sót thoát ra ngoài trương tuyết hừ lạnh nhưng Lê Mỹ Tư vẫn giữ im lặng, rõ ràng cô đã hạ quyết tâm muốn đi theo Lạc Tú. Cô Lê, tốt nhất là cô nên quay lại đi, dù gì ban nãy cô Trương cũng cứu sống cô, đường Hạo cũng đứng bên cạnh khuyên nhủ. Nhưng Lê Mỹ Tư vẫn không nói gì, cô không cho rằng lúc nãy mình có thể sống sót là nhờ vào công lao của Trương Tuyết. Cô Lê, nếu bây giờ cô đưa ra lựa chọn sai sẽ mất mạng đấy, dọc đường đi anh ta rất đáng nghi, hơn nữa anh ta chỉ là người mới mà thôi. Đường Hạo thở dài. Người phụ nữ này đã đưa ra sự lựa chọn quá ngu ngốc, không ngờ bây giờ cô vẫn lựa chọn đi theo một người mới. Cô đừng hối hận, Trương Tuyết thấy Lê Mị Tư luôn giữ im lặng, cũng không khuyên nhủ nữa. Nhưng Đường Hạo không muốn từ bỏ, trong hiện thực, anh ta có quen biết Lê Mị Tư. Đường Hạo, anh tin tôi đi, tôi cảm thấy Lạc Tú đáng tin cậy hơn Trương Tuyết, tốt nhất anh nên đi cùng chúng tôi đi. Cuối cùng Lê Mị Tư cũng lên tiếng. Nhưng chỉ nói một câu như vậy. Hi. Cô Lê, tôi cảm thấy cô quá ngu xuẩn rồi. Cô dựa vào cái gì mà cho rằng người mới kia có thể bảo vệ sự an toàn cho cô? Cô Trương đáng tin cậy hơn đám người Chu Cương và tên người mới kia. Khổ, khổ. Đường hạo bỗng xoay người, ngạc nhiên nhìn Trương Tuyết, không thể nói tiếp được nữa. Bởi vì một con dao găm đã đâm thẳng vào sau eo của anh ta, chủ nhân của con dao găm đó không ai khác mà chính là Trương Tuyết. Tại, tại sao? rõ ràng đường hạo không dám tin vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc chu cương nói đúng trong trò chơi anh không được tin bất kỳ ai trương tuyết mặt không cảm xúc đáp tay nắm chặt dao găm bắt đầu khuấy tròn trong người đường hạo hơn nữa một tên ngốc như anh không có tư cách để biết lý do đường hạo từ từ ngã xuống đất được rồi xem ra trò chơi đã chính thức bắt đầu rồi mấy người có thể sống sót đã chứng minh mấy người rất may mắn chu cương cười khẩy thật ra chuyện ban nãy dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra mấy người ở đây hoàn toàn không thể thực hiện lời hứa dù gì mọi người cũng không quen biết nếu đám người này sống sót ra ngoài cho dù bọn họ không thực hiện lời hứa thì mấy người chu cương cũng không thể nào tìm thấy được do đó đám người chu cương hoàn toàn không có ý định bảo vệ bọn họ trương tuyết đã sớm trải qua một lần cô ta có thể sống sót trong trò chơi lúc trước đã chứng tỏ cô ta cũng có chút năng lực quan trọng nhất là trong trò chơi lúc trước chắc chắn cô ta cũng đã chứng kiến mọi người phản bội chém giết lẫn nhau vì thế cô ta đã nghĩ ra đối sách và tính toán rồi rõ ràng hai người chu cương và trương tuyết còn biết chuyện gì đó nhưng bọn họ đều không nói ra chuyện này bằng không tại sao bọn họ lại giết tất cả mọi người nói cách khác là cố gắng nghĩ cách hãm hại tất cả mọi người chắc chắn không phải là vì bọn họ thích làm như thế tất nhiên bây giờ lê mỹ tư có thể sống sót Thật sự là vì cô đã đánh bậy đánh bạ đưa ra sự lựa chọn đúng đắn. Còn Lạc Tú, trò vặt vãnh này đã sớm lỗi thời với anh rồi. Ở tiên giới, anh cũng chẳng biết mình đã từng đến bao nhiêu bí cảnh ngàn cân treo sợi tóc hơn nơi này. Do đó anh đã sớm biết rõ quy tắc, một khi bước vào bí cảnh thì không được tin tưởng bất kỳ ai. Chương 319, tôi chỉ tới chơi. Thông thường, trong một trò chơi, chắc chắn cần phải hợp tác hoặc mượn sức mạnh của người khác bằng không hoàn toàn không thể sống sót thoát ra ngoài, huống chi là nhận phần thưởng. Nhưng thật không may, hôm nay trò chơi này quá đơn giản. Chỉ cần bảo vệ giáo sư bằng an toàn là được, ngay cả người chỉ mới chơi một lần như Trương Tuyết cũng cảm thấy vô cùng đơn giản, huống chi người cũng như Chu Cương và Trần Hiên. Trong trò chơi, chỉ cần bạn sống sót hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được một số phần thưởng, hơn nữa còn có thể nâng cao thực lực bản thân. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến bản thân trong hiện thực để bản thân trong hiện thực có thể nâng cao thực lực lên một trình độ nhất định. Nhưng phần thưởng của trò chơi là cố định. Vì thế bây giờ, để nhận được nhiều phần thưởng hơn, tất nhiên càng ít người càng tốt, đây cũng là lý do tại sao đám người Chu Cương lại muốn bẫy đám người mới kia. Đồng thời cũng là lý do tại sao bây giờ bọn họ lại muốn trừ khử Lạc Tú. Lê Mỹ Tư nhìn Lạc Tú, không nhịn được lùi về sau vài bước, ở hiện thực cô cũng là một người phụ nữ yếu đuối, huống chi là ở trong trò chơi nguy hiểm hở tí là muốn lấy mạng người như này. Vì thế sợ hãi cũng là phản ứng bình thường của cô. Ngược lại, Lạc Tú khẽ mỉm cười. Vì thế bây giờ cô định giết hai người chúng tôi à? Anh cũng có thể tự sát. Trương Tuyết cười khẩy trước, rồi nhìn về phía Chu Cương. Để tôi, Chu Cương cười gần. Anh cứ để tôi, Trương Tuyết vẫn cố chấp, bởi vì bây giờ mục tiêu mà bọn họ đang tranh giành không phải là giết chết Lạc Tú, mà là ai giết được hai người này sẽ nhận được nhiều phần thưởng hơn. Hai anh đã hại nhiều người chết như vậy rồi, hai anh ăn thịt còn tôi uống canh, là đàn ông, lẽ ra hai anh nên ga lăng một tí." Trương Tuyết nói. "Tôi nói này, mấy người tự tin có thể giết được tôi đến thế cơ à?" Lạc Tú thấy hai nhóm người này hoàn toàn khinh thường mình thì nhất thời cảm thấy hơi buồn cười. "Tôi quên nói cho anh biết, trong trò chơi, người mới không có quyền lên tiếng hoặc lựa chọn." Trương Tuyết chế nhạo nếu người mới tiến vào lần đầu xui xẻo gặp phải tình huống như này thì bị giết là lẽ đương nhiên bởi vì anh vẫn chưa nhận được phần thưởng nên thực lực của anh cũng chỉ là người bình thường mà thôi chu cương không ngại phiền phức không ngờ lại giải thích một chàng với lạc tú nhưng bọn họ thì khác bọn họ đã sớm nhận được phần thưởng nâng cao thực lực của bản thân rồi người bình thường thật sự không phải là đối thủ của bọn họ với thực lực của đám người Chu Cương, e rằng bây giờ đã chạm tới thực lực võ giả nội kinh rồi. Còn Trương Tuyết từ người bình thường trở thành võ giả, nên đối với người bình thường, Trương Tuyết có thể lấy một đấu bảy tám tên cũng không thành vấn đề. Lúc nãy bọn tôi chỉ làm cho vui mà thôi, bằng không bọn tôi đích thân ra tay cũng có thể giết chết hai người. Trần Hiên cũng diễu cợt. Trong mắt bọn tôi, hai người chỉ là cá nằm trên thất mà thôi, nhưng hai người cũng khá may mắn, ít nhất không chết một cách khó hiểu như bọn họ. Trương Tuyết khinh thường nhìn Lạc Tú và Lê Mị Tư. Hàm ý là tốt xấu gì hai người Lạc Tú cũng biết lý do tại sao mình lại chết. Hai, người đẹp cực phẩm như vậy mà cứ thế giết đi thì thật đáng tiếc, nhưng hết cách rồi, ai bảo phần thưởng còn hấp dẫn hơn người đẹp cơ chứ? Trần Hiên tự lẩm bẩm. Bỏ đi, không bằng cô lên đi, chuyện không thương hoa tiếc ngọc như này không thích hợp với hai đàn ông chúng tôi. Chu Cương mỉm cười, vẻ mặt tiếc nuối. Nhưng thằng nhãi đó phải để lại cho tôi đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người mới lại không tôn trọng người cũng như chúng tôi dám nói không cần với tôi tôi sớm đã chướng mắt với anh ta rồi chu cương chỉ vào lạc tú nói tôi nói này mấy người thật sự tự tin như vậy à lạc tú mỉm cười hỏi ha ha chắc chắn hai người đều là người mới bởi vì hễ là người nhận được phần thưởng thì trên người sẽ có mùi khác chẳng lẽ anh giết một con kiến cũng không cảm thấy tự tin ư chu cương vừa nói vừa đi về phía lạc tú trương tuyết thấy chu cương chẳng thèm nói gì đã bắt đầu ra tay rõ ràng trong lòng có hơi bất mãn nhưng cũng không dám nói gì nhiều mặc dù cô ta không phải người mới nhưng vẫn phải đề phòng đám người chu cương trong trò chơi chế độ phân cấp vô cùng nghiêm ngặt hoàn toàn không thể vượt cấp giết người vì thế bạn chỉ có thể cẩn thận hơn khi nhìn thấy người có cấp độ cao hơn bạn nhưng trương tuyết vẫn di chuyển đi về phía lê mỹ tư thấy hai người cầm dao găm áp sát Lê Mị Tư không khỏi lùi về sau một bước, vô thức trốn sau lưng Lạc Tú. Lạc Tú ấn đầu Lê Mị Tư nói, đừng sợ, chỉ là mấy con run dế mà thôi. Anh không có bản lĩnh nhưng rất mạnh miệng, Trương Tuyết chế diếu. Tôi chỉ không biết liệu mình có thể làm gì thi thể ở đây hay không. Chu Cương cười lạnh lùng. Chu Cương nhất thời tăng tốc độ, đồng thời Trương Tuyết cũng lao lên. Quả thật, quy tắc trò chơi ở đây là như thế, lúc người mới gặp người cũ ngoài việc bỏ chạy ra thì không còn cách nào khác bởi vì bọn họ hoàn toàn không thể đánh lại nhưng luôn có những trường hợp ngoại lệ đám người chu cương đang cười nhạo lạc tú xui xẻo nhưng đám người chu cương có thể may mắn hơn sao bởi vì bọn họ đã gặp phải lạc vô cực gần như lúc chu cương lao lên lạc tú cũng ra tay dao găm của chu cương đâm về phía lạc tú nhưng lạc tú lại rất tùy ý tung một trường hoàn toàn phớt lờ dao găm đang phát ra ánh sáng lạnh lẽo của chu cương trò chơi này hoàn toàn không thể suy yếu một chút thực lực của Lạc Tú, bởi vì trò chơi này vẫn chưa đủ tư cách. Bốp, Lạc Tú trưởng vào dao găm, dao găm nhất thời tuột khỏi tay, cánh tay của Chu Cương như bị búa sắt gõ xuống, cả cánh tay biến thành một đống thịt nát. Biến cố này diễn ra quá nhanh, Chu Cương còn chưa kịp phản ứng lại đã bị hạ gục. Bên này, mặc dù Trương Tuyết đã phản ứng lại, vẻ mặt ngạc nhiên và sợ hãi, nhưng đã muộn rồi, Lạc Tú trưởng vào người Trương Tuyết như đang đập một con muỗi. Trương Tuyết bị trưởng bay ra ngoài, nửa người sắp vỡ vụn. Chẳng lẽ anh là cao cấp? Cô ta còn chưa kịp nói xong, Trần Hiên đã hét váng lên, xoay người bỏ chạy. Rõ ràng, tốc độ chạy của anh ta không nhanh bằng dao găm đang bay tới ở sau lưng, dao găm nhanh chóng xuyên qua gáy của Trần Hiên, rồi cả người anh ta mềm nhún, nhất thời ngã xuống đất. Lạc Tú nhìn Lê Mỹ Tư vẫn đang bàng hoàng. Chương 320, đánh tôi thử xem Chu Cương bỗng hét lên một câu nhưng hình như Lạc Tú không tin cho lắm. Anh tự nhìn bên kia xem, Chu Cương thấy Lạc Tú vẫn đi về phía mình thì vội vàng nói tiếp. Quả nhiên sau khi Lạc Tú nhìn qua đó thì phát hiện không biết từ khi nào, giáo sư Bành đã biến thành 5 người, hơn nữa 5 người lại bắt đầu xô sát. Không có chúng tôi, anh sẽ không thể nào phân biệt được ai mới là giáo sư Bành thật. Một khi anh giết nhầm người, hoặc giáo sư Bành chết thì nhiệm vụ sẽ thất bại. Một khi nhiệm vụ thất bại, mọi người trong trò chơi đều sẽ bị loại chết hết trương tuyết cũng khó khăn nói nửa người của cô ta đã sắp vỡ vụn rồi nhưng trò chơi này rất thần kỳ chỉ cần bạn có thể kiên trì đến khi trò chơi kết thúc cho dù vết thương nặng đến đâu cũng được chữa trị tôi tin anh là một người thông minh anh nên biết rằng dù là người chơi giỏi nhất cũng sẽ bị loại sau khi nhiệm vụ thất bại chu cương lại nhắc nhở ồ vậy sao lạc tú không xuống tay với chu cương nữa mà đi tới chỗ năm vị giáo sư Bành đang đánh nhau. Bây giờ Lạc Tú có thể xác định trò chơi này được mô phỏng theo bí cảnh ở tiên giới, nhưng cấp độ khá thấp, hơn nữa tên gọi cũng khác. Ở tiên giới, nó được gọi là bí cảnh thí luyện, còn ở trái đất, nó được mấy người này gọi là trò chơi. Lạc Tú bước nhanh đến trước mặt năm vị giáo sư Bành, Chu Cương và Trương Tuyết cười gần, bọn họ có thể khẳng định Lạc Tú không thể nào phân biệt được ai mới là giáo sư Bành thật. Quả thật tôi không thể phân biệt được nhưng vậy thì sao chứ lạc tú chẳng hề để tâm nói là sao chu cương nhất thời sửng sốt nhưng lạc tú lại dùng hành động để nói cho anh ta biết bởi vì lạc tú đã trưởng vị giáo sư bành ở trước mặt khiến vị giáo sư bành đó chia năm xẻ bảy chết ngay tại chỗ sau đó lạc tú lại giơ tay lên tiếp tục trưởng vị giáo sư bành thứ hai ngừng tay mau ngừng tay lại anh đang làm gì thế chu cương và trương tuyết nhất thời sợ hãi anh làm như vậy rất dễ giết chết giáo sư bành thật, đến lúc đó chúng ta đều chết hết ở đây. Chỉ có hai người mới chết tại đây thôi, Lạc Tú cười gằn. Anh vẫn trưởng tiếp cho đến khi còn lại giáo sư bành cuối cùng. Nếu không phân biệt được thì cứ giết hết là được, Lạc Tú dứt khoát trưởng một phát. Cuối cùng, giáo sư bành cuối cùng cũng bị Lạc Tú trưởng đến mức chia năm xẻ bảy. Đồ điên, anh đúng là tên điên rồ, Trương Tuyết hét toáng lên với gương mặt vặn vẹo. Ha ha ha, được, nếu chúng tôi chết thì anh cũng sẽ chết cùng chúng tôi." Chu Cương cười lớn. Dù gì bây giờ nhiệm vụ cũng thất bại, không ai có thể sống sót. Quả nhiên, bầu trời trên sa mạc nhất thời bị mây đen che phủ, sấm sét cuồn cuộn kéo đến. Nhưng Lạc Tú lại ngước nhìn bầu trời, sức mạnh thần hồn cuồn cuộn mãnh liệt tuôn trào, giống như đại dương mênh mông, cả bầu trời đều xuất hiện vết nứt, như thể cả thế giới đều sắp sụp đổ vì không chịu đựng nổi luồng sức mạnh này. Lạc Tú ngẩng đầu lên, mỉa mai nhìn bầu trời, cười khẩy nói: "Đánh tao thử xem." Tiếng sấm nhất thời im bặt. "Tao muốn ra ngoài." Lạc Tú lại hừ lạnh. Một cánh cửa nhanh chóng xuất hiện trước mặt anh. Cảnh tượng này đã khiến Chu Cương và Trương Tuyết cực kỳ sốc. Nhất là Chu Cương, anh ta thật sự không dám tin tưởng, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. "Đây là trò chơi vạn năng, có thể nói là sự tồn tại trong trò chơi chính là thượng đế, thần linh." không ngờ lại vì một câu nói của lạc tú mà đưa ra sự thay đổi thật lạc tú phất lờ đám người chu cương rồi vẫy tay với lê mỹ tư từ lúc lạc tú ra tay đến giờ lê mỹ tư vẫn luôn ở trong tình trạng choáng váng thất thần nhất là câu nói ban nãy của lạc tú đánh tao thử xem chỉ một câu nói mà thôi vậy mà sấm sét lại nhất thời tan biến rõ ràng chỉ là một câu nói hời hợt nhưng lạc tú lại nói ra một cách thô bạo ngút trời cho đến bây giờ, cô ta vẫn chưa phản ứng lại. Cô không muốn rời đi à? Lạc Tú cao mày nhìn Lê Mị Tư vẫn đang đứng im ở đó. Hả? Lê Mị Tư nhất thời hoàn hồn, vội vã chạy về phía Lạc Tú. Lạc Tú đứng ở cửa, Lê Mị Tư bỗng lấy hết súng khí nói. Anh có thể giúp tôi một lần nữa được không? Chuyện gì thế? Lạc Tú hỏi ngược lại. Tôi không muốn xuất hiện trong ảo giác này nữa. Lê Mị Tư khẽ nói cô hãy lưu số điện thoại của tôi khi nào ra ngoài thì gọi cho tôi lạc tú đọc số điện thoại của mình điều này đã khiến lê mỹ tư mừng rỡ cô chỉ ôm thái độ thử một lần dù gì cô cũng cảm thấy rất có khả năng mình sẽ bị từ chối ai dè lạc tú lại thật sự đồng ý điều này càng khiến cô ngạc nhiên mừng rỡ hơn sau khi ghi lại số điện thoại của lạc tú lê mỹ tư và lạc tú liền mở cửa đi ra ngoài rõ ràng chu cương và trương tuyết không hề được đối xử tốt như vậy xong rồi, trò chơi này sắp bị phá hủy toàn bộ rồi. Bây giờ đã xuất hiện người coi thường quy tắc, sau này người xuất hiện trong trò chơi đều sẽ tiêu đời. Chu Cương cười điên cuồng. Người như vậy chính là bác trong trò chơi, một khi người này xuất hiện, toàn bộ trò chơi sẽ hoàn toàn tiêu tan. Dầm, một tia sét to bằng vải nước đánh xuống, mặt đất chỉ còn lại một vết tích đen xì. Tia xét thứ hai lại đánh xuống, Trương Tuyết nằm bên cạnh cũng nhanh chóng tan thành mây khói đợi lạc tú mở mắt ra bên ngoài trời đã sáng trưng thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi thơm từ bữa sáng của thẩm nguyệt lan lúc trước bà không có cơ hội nhưng bây giờ bà đã có con trai ở bên cạnh rồi tất nhiên thẩm nguyệt lan sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho con trai của mình hơn nữa trong nhận thức của thẩm nguyệt lan dường như bà không còn nhiều thời gian nữa bây giờ tâm nguyện lớn nhất của bà là mau chóng tìm vợ giúp lạc tú có lẽ bà không hy vọng mình sẽ được bế cháu nhưng nói không chừng, bà vẫn có cơ hội được chứng kiến con trai mình thành hôn. Đúng lúc này, Lạc Tú cũng định ra ngoài xem thử. Nhưng còn chưa bước ra khỏi phòng thì điện thoại đã đổ chuông. Hơn nữa còn rất trùng hợp, đây là số điện thoại ở Yên Kinh. "Chào anh Lạc, tôi là Lê Mỹ Tư." Giọng nói động lòng người và kích động của Lê Mỹ Tư vang lên bên tai Lạc Tú. "Cô đang ở Yên Kinh à?" Lạc Tú hỏi. "Đúng vậy, anh Lạc, còn anh thì sao?" rõ ràng Lê Mỹ Tư rất quan tâm đến vấn đề này. Tôi cũng đang ở Yên Kinh, Lạc Tú cũng không giấu giếm. Anh có ấn tượng khá tốt về Lê Mỹ Tư, anh nhớ tới lần đầu tiên bước vào bí cảnh ở tiên giới, anh đã được một thánh nữ họ Lê cứu giúp, có lẽ có một số chuyện đã sớm được sắp xếp từ nơi sâu xa. Đây cũng là lý do tại sao Lạc Tú lại ra tay cứu Lê Mỹ Tư. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 320